Sư phụ tôi là thần tiên, Dương Bách Xuyên. Tập 146. Thuần Dương Liệt Nhật Chú hoàn toàn bị mệnh tinh thần tượng điều khiển, trong nháy mắt, thanh kiếm phát ra ngàn vạn ánh sáng màu vàng kim. Thanh xà ba đầu biến thành giao long, bị bao phủ trong kim quang từ mệnh tinh thần tượng của Dương Bách Xuyên, sau đó thét lên một tiếng thảm thiết. Ngao ngao ngao, toàn thân nhìn như đang bốc khói xanh. Có lẽ là bởi vì nó không chịu nổi kim quang từ mệnh tinh thần tượng của Dương Bách Xuyên, khi kim quang chiếu rọi giao long ba đầu, cơ thể của nó giống như đang bốc cháy. Dương Bách Xuyên biết đây là bị sức mạnh của Thuần Dương Liệt Nhật Chú đốt cháy. Giờ phút này, Dương Mỗ vui mừng, trong lòng khen ngợi lão đầu tử không hổ là chí tôn tán tiên thập nhị kiếp, ông chỉ tùy tiện cho hắn một cái bí pháp đã có uy lực mạnh mẽ như vậy. Tuy nhiên cũng không phải là không có khuyết điểm. Sau khi sử dụng Thuần Dương Liệt Nhật Chú, cảm giác chân thật nhất chính là từng đợt yếu ớt bất lực. Bất kỳ loại bí pháp thần thông mạnh mẽ nào cũng có cái giá của nó, điểm này Dương Bách Xuyên đều hiểu rõ ràng. Nhưng sau khi nhìn thấy hiệu quả, hắn cảm thấy rất đáng giá. Hắn cũng tự cảnh báo bản thân tốt nhất nên sử dụng bí pháp này một cách thận trọng trong tương lai, nếu không sẽ có chuyện xảy ra. Một nhược điểm khác là Thuần Dương Liệt Nhật Chú chỉ nhắm vào thần hồn, không có tác dụng đối với máu thịt. Nhưng đối với Dương Bách Xuyên mà nói cũng đủ rồi. Trên thân giao long ba đầu tựa như đang bốc cháy, từng tiếng kêu gào thảm thiết vang lên. Tuy nhiên, ngay khi Dương Bách Xuyên nghĩ rằng giao long ba đầu sắp xong rồi, hắn thấy giao long ba đầu biến thành ba đạo ánh sáng xanh, sau đó hợp nhất lại với nhau, lại biến về hình dạng ban đầu thanh xà. Nhưng lần này, thân thể đã trở nên rất nhỏ bé, chưa đến nửa tấc. Cũng chính tại thời điểm này, bất ngờ có một sự thay đổi đột ngột. Một con thanh xà khác không biết từ đâu tới, phát ra âm thanh rít gào, vậy mà một phát nuốt chửng con thanh xà giống đực này. Ngao! Sau đó một tiếng gầm như sấm vang lên. Ngay lập tức, thanh xà cái đột nhiên xuất hiện một ngụm thôn vệ con thanh xà đực, hay đúng hơn, chính là thôn vệ thần hồn của con thanh xà đực. Giống cái hợp thể. Tiếng thét dài càng thêm chói tai. Sau khi thanh xà giống cái thôn vệ con thanh xà đực, ánh sáng xanh nổi lên. Một cỗ khí tức phô thiên cái địa đột nhiên xuất hiện khắp sân, cực kỳ kiềm chế. Khí tức này khiến Dương Bách Xuyên cảm thấy tim bắt đầu đập nhanh. Cùng lúc đó, Dương Bách Xuyên phát hiện từ đám xương trắng của ma thú xung quanh toát ra tinh quang nhàn nhạt giống như khí tức, giờ phút này, tất cả đều trôi nổi trong ánh sáng xanh khổng lồ. Nói chính xác, nó đã được hấp thụ bởi thanh xà đực và cái sau khi hợp nhất, rất giống với năng lượng bổ sung. Rầm rầm. Sau đó, đám xương trắng của ma thú tan thành từng mảnh, tất cả đổ xuống nền đất. Cách đó không xa, Dương Bách Xuyên thấy Tiểu Phượng Hoàng và Phong Tiên cũng dừng lại, bởi vì lúc này, xương trắng của ma thú đang vây khốn bọn họ đều tản ra. Theo lý thuyết thì đây là một điều tốt. Nhưng Dương Bách Xuyên lại không vui chút nào. Bởi vì rõ ràng là tất cả sức mạnh của những xương trắng này đã hội tụ trên thanh xà sau khi sáp nhập lại. Lúc này, vùng đất xung quanh thanh xà được bao phủ trong thanh khí với đường kính 100 mét, hoàn toàn không thể nhìn thấy những gì đang xảy ra bên trong. Nhưng Dương Bách Xuyên cũng có thể nghĩ ra, nhất định không phải là chuyện gì tốt. Có lẽ đó là những gì lão đầu tử đã nói qua, giai đoạn thứ ba của sự tiến hóa của thanh xà. Khi trong lòng vừa nghĩ như vậy, giọng nói của lão đầu tử vang lên trong đầu, tiểu tử thúi, phải cẩn thận, thanh xà cái hợp thế, bước vào giai đoạn tiến hóa thứ ba. Bây giờ chính thức bước vào trở thành Sa Thi Thần, sức mạnh và thần hồn sẽ tăng vọt. Dương Bách Xuyên trong lòng kinh hãi, nghe lão đầu tử nói như vậy, xem ra hắn thật sự có chút áp lực, Thanh Xà là một trong những vị hộ pháp của Cửu Vĩ Thiên Đế, nghe nói trước kia là Thư Hùng hai đầu, đây không phải là cả hai vị thần hộ pháp sao? Nhưng bây giờ hắn đã hiểu rằng trên thực tế, nó vẫn chỉ là một vị thần hộ pháp, nhưng cần có một giống cái thôn vệ hợp nhất mới có thể biến thành một vị thần hộ pháp thực sự Sa Thi Thần. Không cần phải hỏi cũng hiểu bây giờ có chút phiền phức, chỉ riêng khí tức này đã mạnh hơn so với hậu duệ trước đây của thủy thần. Dương Bách Xuyên nghĩ đến việc ra tay trước khi bọn chúng hoàn toàn dung hợp. Nhưng hắn bị lão đầu tử mắng ngu ngốc, đã quá muộn, chỉ có thể đối đầu trực diện. Làm sao bây giờ đây lão già đáng chết? Dương Bách Xuyên hỏi trong não hải. Ha ha ha, vi sư đã nói không xuất thủ thì chắc chắn sẽ không xuất thủ, con tự giải quyết đi, vi sư đi ngủ đây. Vân Thiên Tà có chút hả hê. Lão già đáng chết, Dương Bách Xuyên chửi ầm lên, nhưng lão đầu tử không nói gì. Vân đệ đệ, có chuyện gì vậy? Phong Tiên và Tiểu Phượng Hoàng đi tới hỏi. Dương Bách Xuyên cười khổ,
Con rắn cái thôn vệ rắn đực, bây giờ nó chính là thư hùng hợp nhất, nó sắp hóa thành Sa Thi Thần. Chuyện này, Phong Thiên cũng kinh hãi. Vừa rồi một mình đối phó với rắn đực vốn đã rất khó khăn, nhưng bây giờ con cái đã hợp nhất, chắc chắn sẽ còn khó khăn hơn. Cửu Nhi tỷ không sao đâu, chúng ta cùng nhau xử lý, nói cho cùng cũng không phải Sa Thi Thần thật sự, chỉ là hậu duệ mà thôi. Lúc này, Dương Bách Xuyên chỉ có thể động viên. Cũng chỉ có thể như thế, chúng ta dùng hết toàn lực đi. Phong Tiên gật đầu. Ca ca, muội làm gì đây? Tiểu Phượng Hoàng lúc này mới lên tiếng, thật ra cô bé có chút bất lực, ngọn lửa Phượng Hoàng mạnh mẽ thật sự chẳng có tác dụng mấy đối với Thanh Xà. Bây giờ cô bé lại nghe nói sau khi thư hùng hợp nhất, Thanh Xà sẽ càng mạnh hơn, cô bé muốn giúp Dương Bách Xuyên chia sẻ gánh nặng. Dương Bách Xuyên mỉm cười nói, lát nữa San Hồng vẫn sẽ dùng ngọn lửa hỗ trợ, cứ cố gắng hết sức, để phần còn lại cho ca ca, đừng lo lắng sẽ có cách giải quyết. Mặc dù hắn đang an ủi Tiểu Phượng Hoàng, cũng là đang cổ vũ bản thân và Phong Tiên, nhưng khi Dương Bách Xuyên lên tiếng, trong lòng cũng trào dâng tinh thần chiến đấu mãnh liệt, hắn sẽ không thừa nhận thất bại. Hắn tu luyện từ trước đến nay, đã có thể tiến xa như vậy, hắn đã có thể tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn, đương nhiên không phải là giả, mà là do chính mình từng bước tu luyện. Làm thế nào có thể đặt thêm một gánh nặng lên trái tim của bản thân vào thời điểm như vậy? Còn một điểm hắn thật sự biết rất rõ là mặc dù lão đầu tử nói không quan tâm, nhưng động đến sinh tử, ông làm sao có thể không quan tâm đến đây? Cho nên, Dương Mỗ càng tự tin. Mà trong cuộc trò chuyện với lão đầu tử, hắn có thể nghe được, kỳ thật giọng điệu của lão đầu tử rất thoải mái. Điều này cho thấy lão đầu tử tin vào bản thân hắn. Lão đầu tử đã có lòng với bản thân hắn, như vậy hắn càng có tài hơn nữa. Nghĩ đến đây, Dương Bách Xuyên vô thức toát ra ý chiến đấu cao ngất trời. Sau khi Phong Tiên bên cạnh cảm nhận được ý chiến đấu cao ngất trời từ trên người Dương Bách Xuyên, hai mắt đột nhiên sáng lên, trong lòng thầm nói, thật sự là hậu sinh khảo ý. Đã như vậy, đường đường là một yêu tiên như ta không thể giấu giếm được. Ngay lúc ba người bọn họ nói chuyện, rốt cuộc một tiếng gầm rú phát ra từ bên trong thanh khí. Oanh! Ngao! Ngay sau đó vang lên tiếng rồng ngâm. Dương Bách Xuyên, Phong Tiên và Tiểu Phượng Hoàng quay đầu lại nhìn, nhưng bọn họ phát hiện sau khi màu lục lam tiêu tán, Thanh Xà hoặc là nói Sa Thi Thần bên trong lộ ra diện mạo thực sự. Đột nhiên nhìn thấy khiến Dương Bách Xuyên suýt chút nữa bị dọa kêu to một tiếng. Thoạt nhìn, nó trông giống như một thanh long. Nhưng nhìn kỹ lại thì có vẻ như có một cặp thịt viên trên đầu, trên bụng có bốn móng vuốt, kỳ thực vẫn chỉ là một dao long. Chỉ là nó vô cùng gần với trạng thái biến thành rồng hoàn toàn. Một con dao long màu lục lam dài khoảng 9 mét. Ngoại trừ việc không có sừng rồng trên đầu, phần còn lại của nó hoàn toàn gần với một con rồng. Khí tức mạnh mẽ không gì sánh được đang ắt gao khóa chặt hắn. Dương Bách Xuyên hừ mũi lạnh lùng, xúc sinh này thế mà vẫn còn nhớ thù. Thanh kiếm đồ long trong tay, kiếm khí tuôn trào, ánh sáng mệnh tinh thần tượng sau lưng hắn chập chờn. Phù văn màu vàng của chuông Đông Hoàng bao phủ hắn, coi đó là phòng ngự, cánh cổng của U Đô cũng xuất hiện, dù sao, hắn đã thể hiện tất cả sức mạnh của mình, chờ đợi để chiến đấu với Sa Thi Thần. Ngao! Đúng lúc này, Sa Thi Thần đã biến thành thanh dao long gầm lên đầy giận dữ, một luồng khí tức màu xanh lục từ miệng nó phun thẳng về phía Dương Băng Xuyên. Long tức, Xuyên đệ đệ tránh, đừng phản kháng lại. Phong Tiên hét lên, chín cánh toàn thân vỗ nhanh vụt đến trước mặt Dương Bách Xuyên, chín cánh lóe lên kim quang, phù văn lần lượt xuất hiện, hội tụ trước mặt nàng ta. Dương Bách Xuyên chỉ nghe thấy Phong Tiên thốt ra, cửu xí che trời. Ngay lập tức, hắn nhìn thấy một hình dạng xoáy vàng. Những phù văn phức tạp và bí ẩn chuyển động bên trong, đụng vào long tức của thanh dao. Thanh âm thiên băng địa liệt vang vọng. Vòng xoáy màu vàng kim của Phong Tiên vỡ vụn răng rắc, long tức của dao long lục lam cũng vỡ vụn. Đột nhiên, móng vuốt rồng đập vào thân thể của Phong Tiên. Phong Tiên ngã xuống đất kêu đau đớn. Một vệt máu phun ra giữa không trung. Cửu Nhi tỷ, Dương Bách Xuyên cảm động trong lòng, hắn không ngờ Phong Tiên lại chắn trước mặt hắn. Nhiệt xúc, Dương Bách Xuyên tức giận chém một kiếm. Một nhát kiếm vùng chém lên người thanh dao, chỉ vẻn vẹn làm cho thân dao long run rẩy, hiệu quả cũng không lớn. Ngay lập tức, đòn phản công của thanh dao liền đến, một kích thần long bài vĩ trực tiếp quất tới. Tốc độ nhanh đến mức khiến cho không gian méo mó, Dương Bách Xuyên hiển nhiên nhìn thấy nhưng lại cảm thấy mình không thể né tránh, cho nên hắn dứt khoát tập trung toàn bộ sức mạnh lên thanh kiếm đổ long,
đột nhiên chém vào đuôi thanh dao. Ầm. Sau tiếng ầm ầm, Dương Bách Xuyên chỉ cảm thấy mình như vừa đánh trúng một ngọn núi lớn, thanh kiếm đồ long trong tay suýt chút nữa đã rời khỏi tay. Lực lượng khổng lồ trực tiếp truyền đến chuông Đông Hoàng, khiến cho chuông Đông Hoàng chấn động phát ra tiếng răng rắc, xuất hiện vết nứt. Lần này, phòng ngự của chuông Đông Hoàng coi như đã vô dụng. Nhưng bản thân Dương Bách Xuyên lại không bị thương. Điều đó chứng tỏ sức mạnh phòng ngự của chuông Đông Hoàng vô cùng mạnh mẽ. Quả nhiên, phòng ngự của chuông Đông Hoàng lập tức tiêu tán, nhưng Dương Bách Xuyên nghĩ rằng nó đã rất tốt rồi, phải biết rằng đây là một cuộc kháng cự trực diện trước sự tấn công của Thanh Giao, điều này không hề dễ dàng. Thanh Giao hiện tại nhất định có thực lực của một tán tiên lục chuyển. Một tu sĩ ở phi thăng cảnh đại viên mãn như hắn có thể chống lại công kích của Thanh Giao đã đủ tự hào. Mặc dù chống được công kích của Thanh Giao, nhưng Dương Bách Xuyên không hề thả lỏng chút nào, ngược lại như lâm đại địch. Cũng may đúng lúc này, Tiểu Phượng Hoàng phát ra một tiếng thét dài phun ra ngọn lửa màu tím thiêu đốt đến chỗ con rồng màu lục lam, làm hắn tránh khỏi nguy hiểm bị Thanh Giao thừa thắng xông lên. Ầm ầm, một tiếng gầm dài, khí tức màu xanh lục phun ra từ miệng Thanh Giao va chạm với ngọn lửa của Tiểu Phượng Hoàng. Trong lúc nhất thời lâm vào tình thế giằng co, từ xa nhìn lại, Tiểu Phượng Hoàng phun ra ngọn lửa màu tím từ miệng cùng khí tức màu xanh do Thanh Giao phun ra đối đầu với nhau, một tím và một xanh giằng co lẫn nhau, một trận so đấu bắt đầu. Dương Bách Xuyên biết Tiểu Phượng Hoàng đang liều mạng, hắn tranh thủ cơ hội ra tay, lúc này làm sao dám chỉ hoãn, hắn nổi giận gầm lên, nhảy lên phóng thẳng về phía Thanh Giao. Đúng lúc này, Giao Long lại giáng thêm một kích thần long bài vĩ, vung đuôi quật về phía Dương Bách Xuyên. Lúc này, Dương Bách Xuyên hừ lạnh, nhiệt xúc. Cùng một chiêu, ta làm sao có thể ăn hai lần. Lời vừa dứt, Dương Bách Xuyên thúc giục quần thất thải bảo y trên người, sau một tia sáng bảy màu lóe lên, hắn biến mất tại chỗ. Dương Bách Xuyên kích hoạt chức năng tàng hình của thất thải bảo y, trước kia hắn cũng không sử dụng là bởi vì hắn không có cơ hội, hắn cũng biết công năng tàng hình của thất thải bảo y, quả thực rất thần kỳ. Lúc này, chính Tiểu Phượng Hoàng đã tạo cơ hội cho hắn, đương nhiên, tăng thêm công kích giữa Phong Tiên và hắn cũng sẽ ảnh hưởng đến Thanh Giao ở một mức độ nào đó. Giao Long thổ tức, kỳ thật có thể phun ra dễ dàng như vậy cũng cần trả một cái giá. Phong Tiên chống lại đợt Long tức đầu tiên, bị thương nặng, bỏ ra đại giới, hắn cũng đã dùng hết toàn lực để chống lại đợt thứ hai. Hai ngụm Long tức tất nhiên sẽ khiến cho Giao Long không thoải mái. Tại thời điểm này là thích hợp nhất để kích hoạt khả năng tàng hình của thất thải bảo y. Khi Dương Bách Xuyên biến mất, một kích thần long bài vĩ của Thanh Giao thất bại, trong đôi mắt như chiếc chuông đồng có chút hoảng loạn. Thanh Giao tự nhiên cảm nhận được toàn bộ khí tức của Dương Bách Xuyên đều biến mất, chuyện này quá kỳ lạ. Để tìm vị trí của Dương Bách Xuyên, một quyền lại một quyền đều không hề có phát hiện nào. Thanh Giao lúc này có chút bối rối. Cảm thấy có gì đó không ổn, nó đột nhiên gia tăng thanh khí đang đối đầu với ngọn lửa của Tiểu Phượng Hoàng. Muốn bước lui Tiểu Phượng Hoàng để tìm kiếm tung tích của Dương Bách Xuyên. Nhưng vào lúc này, Thanh Giao đột nhiên cảm nhận được, trên đầu nó có dấu vết dao động linh lực, nó lập tức kinh hãi, lúc muốn rút lui né tránh thì phát hiện đã quá muộn. Giọng nói của Dương Bách Xuyên vang lên bên tai, phá vỡ chảm. Phụt! Thân ảnh của Dương Bách Xuyên xuất hiện trên đỉnh đầu Giao Long, đột nhiên đâm thẳng kiếm xuống giữa trán nó, phù một tiếng, phần lớn thanh kiếm đổ long đâm vào giữa hai sừng của Thanh Giao. Nơi này chính là điểm yếu, hoặc là nó chính là tử huyệt. Chính lão đầu tử đã nói với hắn ngay lúc hắn xuất thủ, để hắn đâm vào tử huyệt ở giữa hai sừng trên đầu Thanh Giao. Quả nhiên một kích liền đắc thủ. Đương nhiên, Dương Bách Xuyên biết nếu không phải có khả năng tàng hình của thất thải bảo y, nhưng hắn im lặng bay xuống đỉnh đầu Thanh Giao, một kích này có thể thành công hay không cũng khó nói. Ngao ngao ngao. Khoảnh khắc tiếp theo, Thanh Giao kêu thảm thét dài. Dương Bách Xuyên mừng rỡ trong lòng, thầm nói, cuối cùng cũng cho nghiệt xúc một đòn hiểm, người còn dám phách lối sao. Tuy nhiên, mọi thứ thường diễn ra theo hướng từ cực lạc sinh buồn. Ngay sau khi Dương Bách Xuyên thành công giáng xuống một đòn, trong lòng vừa mới vui sướng thì nhìn thấy hai cái sừng trên đỉnh đầu Thanh Giao, hoặc hai cục thịt đột nhiên phát ra hai luồng sáng trắng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trong nhận thức của Dương Bách Xuyên, hai đạo ánh sáng trắng là một âm một dương, mang theo khí tức mạnh mẽ không gì sánh kịp, khiến trái tim Dương Bách Xuyên run rẩy. Lấy thế sét đánh không kịp bưng tai tiến vào cơ thể Dương Bách Xuyên. Một đạo thẳng đến biển ý thức, mang theo sát khí âm phong. Một đạo thẳng đến đan điền,
mang theo khí tức cực nóng, khiến hắn cảm thấy như thể thân thể mình đang bị ngọn lửa thiêu đốt. A! Dương Bách Xuyên đột nhiên hét lên thảm thiết, từ trên đầu thanh dao rơi xuống. Giờ phút này, hắn cảm thấy mình sẽ chết, ngay khi sức mạnh phát ra từ hai sừng của thanh dao xông vào trong cơ thể mình. Sức mạnh của toàn thân lúc này hỗn loạn, bị hai cỗ lực lượng này phá vỡ. Hơn nữa hai luồng sức mạnh này khiến Dương Bách Xuyên cảm thấy khó có thể chống cự. Lúc này hắn chỉ có thể ngã xuống, rơi xuống từ không trung mấy trăm mét, nhưng hắn không có cách nào khống chế được sức mạnh trong cơ thể, nếu ngã xuống hắn không chết cũng phế. Mấu chốt là dưới sự va chạm của lực lượng này, Dương Bách Xuyên bị thương từ trong ra ngoài, thân thể trực tiếp bị hai cỗ lực lượng này đâm xuyên thành hai lỗ máu. Từng đoạn lớn kinh mạch trong cơ thể đứt thành từng khúc. Hắn phun ra từng ngụm máu. Sắp chết đến nơi rồi đó, lão già đáng chết nhà người còn không mau xuất thủ đi. Dương Bách Xuyên đáy lòng kêu to sư phụ Vân Thiên Tà. Không chết được, cứ chờ đấy. Ngay lập tức, giọng nói của lão đầu tử vang lên trong đầu. Nghe hiểu lời vừa nói của lão đầu tử. Dương Bách Xuyên lúc này muốn tức giận chửi mắng, nghe ý tứ của lão già đáng chết này thực sự muốn mặc kệ hắn. Nhưng cũng có nghi ngờ, giọng điệu của lão đầu tử dường như rất. Vừa mới nghĩ đến đây, hắn cảm thấy biển ý thức có sự thay đổi, đột nhiên ánh mắt Dương Bách Xuyên sáng lên. Nhưng khi hắn phát hiện một đạo sức mạnh của thanh dao khác xông vào biển ý thức của mình đi thẳng đến chỗ nguyên thần, một đạo tử khí dài ba tấc quang mang đại thịnh nổi lên. Bản nguyên của Kỳ Lân. Dương Bách Xuyên cuối cùng cũng hiểu vì sao lúc này lão đầu tử không vội, bản thân hắn cũng quên mất trong cơ thể hắn có một cỗ sức mạnh bản nguyên của Kỳ Lân tồn tại. Cỗ sức mạnh bản nguyên của Kỳ Lân nho nhỏ này là do linh hồn Kỳ Lân ban cho hắn ở Lăng Thủy Hoàng hay là nói thần mộ viên ở quê hương địa cầu, nói là cảm tạ hắn vì đã tìm được nghé con ngay sau khi tìm được Kỳ Lân. Lúc đó, nó trực tiếp tiến vào mi tâm của hắn, sau khi tiến vào biển ý thức, cũng chưa từng đóng lại, Dương Bách Xuyên cũng quên mất. Không ngờ khoảnh khắc này lại bạo phát. Sau khi nhắm mắt lại nhìn thì thấy sau khi uy lực của bản nguyên Kỳ Lân trong biển ý thức đang tỏa sáng rực rỡ. Lực lượng của thanh dao giống như giọt nước chạm vào ngọn lửa, trực tiếp bị sức mạnh bản nguyên của Kỳ Lân làm cho bốc hơi. Sức mạnh bản nguyên của Kỳ Lân nhìn chỉ nhỏ ba tấc, nhưng khi ánh sáng màu tím phun trào, nó lao ra từ biển ý thức, chiếu rọi toàn thân từ trong ra ngoài, một đạo sức mạnh khác thanh dao trong đan điền cũng bị ánh sáng tím của Kỳ Lân làm cho bốc hơi biến mất không còn gì. Mới vừa rồi còn đối mặt với nguy cơ sinh tử. Mà đúng lúc này, Dương Bách Xuyên nghe thấy tiếng hét dài của chồn nhỏ, rít. Phóng tầm mắt nhìn tới, chính là chồn nhỏ đã biến đổi, đôi cánh vàng phía sau nó dang rộng, móng vuốt sắc nhọn lập lòe kim quang, đáp xuống đầu thanh dao một cái vèo. Chỉ thấy chồn nhỏ vung vẩy vuông sắc trên đầu thanh dao. Ngao ngao ngao, tiếng gào thét của thanh dao cứ vang lên, thanh kiếm đầu long của Dương Bách Xuyên vẫn còn cắm trên đầu nó, vốn đã rất chí mạng, nhưng bây giờ lại bị chồn nhỏ trực tiếp ngược đãi. Chồn nhỏ hóa thành kim quang chớp động trên khắp cơ thể thanh dao. Những nơi nó đi qua, lân giáp trên thân rồng văng tung tóe, từng mảng lớn huyết nhục rơi xuống. Trên cơ bản nhìn không thấy máu, chỉ có một màu xanh đậm bốc lên. Rầm, thanh dao từ trên trời rơi xuống đất phát ra tiếng ầm ầm, khiến cho mặt đất cũng vì đó mà rung chấn. Lúc này, Dương Bách Xuyên chết lặng, vết thương trên người nhanh chóng hồi phục sau khi được ánh sáng bản nguyên của Kỳ Lân chiếu rọi. Hạ cánh vững vàng trên mặt đất, khi hắn nhìn tới nó. Chồn nhỏ phát ra từng tiếng chi chi giận dữ, gần như lăng trì thanh dao. Dương Bách Xuyên nhìn chồn nhỏ chút giận ngược đãi thanh dao, trong lòng thầm sảng khoái, hắn cũng sợ hãi thán phục khi móng vuốt của chồn nhỏ dường như càng ngày càng mạnh mẽ. Thân thể của thanh dao mạnh mẽ đến mức nào, hắn không sao biết được, ngọn lửa màu tím của tiểu phượng hoàng không thể thiêu đốt, hắn chém bằng kiếm đồ long cũng vô dụng, nếu không phải đánh lén vào tử huyệt trên đầu, thì đều không thể phá vỡ thân thể của thanh dao. Nhưng lúc này, dưới móng vuốt sắc bén của chồn, thân thanh dao giống như đang cắt đậu phụ. Chỉ có thể nói rằng chồn nhỏ sau khi nổi điên rất hung dữ. Đạo hữu tha mạng, chúng ta phục rồi. Ngay lúc con chồn thi triển thần uy, thanh dao long lên tiếng xin tha, nghe ra hai giọng một nam một nữ, không cần hỏi cũng biết là thanh xà chống mái. Hương hương dừng lại, Dương Bách Xuyên mỉm cười bảo con chồn dừng lại. Rõ ràng là thanh dao long bị ăn hành đã chịu phục. Chít chít. Con chồn giống như tướng quân thắng trận, sau khi dừng lại liền nhảy lên vai Dương Bách Xuyên, khôi phục hình thể nhỏ như mèo, đôi mắt to tròn cực kỳ đáng yêu. Nếu lúc nãy không tận mắt chứng kiến sự hung hãn của con chồn, thì
thì ai mà ngờ được đứa nhỏ trông rất đáng yêu này lại có bản lĩnh giết rồng, có thể bón hành cho Sa Thi Thần, một trong những thần hộ pháp dưới trướng Cửu Vĩ Thiên Đế chứ. Tuy chỉ là hậu duệ của Sa Thi Thần, nhưng cũng không phải dạng vừa. Ba người Dương Bách Xuyên, Phong Tiên và Tiểu Phượng Hoàng đều bị ăn hành. Mặc dù sau cuối con trồn mới ra tay đánh địch, nhưng không thể không thừa nhận hiện tại con trồn thật sự rất mạnh. Từ lần đầu tiên con trồn lộ ra bốn móng vuốt sắc bén, Dương Bách Xuyên đã biết là móng vuốt của nó rất đáng gờm. Theo sự tiến hóa không ngừng của con trồn, cặp móng vuốt đã vượt xa rất nhiều pháp khí trên thế gian. Nhất là lần trước ở vườn hoa của Lam Tâm Tiên Vương, Dương Bách Xuyên đặt con trồn vào đại trận âm dương phục tô cùng với Phong Tiên và Lục Nhĩ Mi Hầu, không chỉ giúp con trồn chữa trị yêu đan mà còn tiến hóa một lần. Vốn dĩ Dương Bách Xuyên chưa từng suy đoán con trồn mạnh cỡ nào, hôm nay xem như hắn đã mở mang kiến thức. Hiện giờ, bất chi bất giác con trồn đã trưởng thành theo hắn. Đây là chuyện đáng mừng. Không chỉ riêng cặp móng vuốt sắc bén có thể phá mọi thứ cứng rắn trên thế gian, mà con trồn còn dần dần bộc lộ những thiên phú khác. Đôi cánh mọc sau lưng chứng tỏ con trồn đã đi lên con đường thần trồn phi thiên trong lời sư phụ. Đương nhiên Dương Bách Xuyên biết thật ra thiên phú lớn nhất của con trồn là tầm bảo. Có cảm giác nhạy bén với thiên tài địa bảo trên thế gian, đây mới là trọng điểm thiên phú của con trồn. Tuy nhiên, bây giờ xem ra giá trị vũ lực của con trồn cũng không kém. Dương Bách Xuyên tin rằng trong tương lai con trồn sẽ càng ngày càng mạnh. Đến một ngày nào đó, con trồn sẽ thật sự trở thành thần trồn phi thiên, thần thú đứng đầu thiên địa theo lời của sư phụ. Hiện tại nó đã bộc lộ bản lĩnh. Dương Bách Xuyên vô cùng kỳ vọng vào con trồn. Ngay cả Phong Tiên nhìn dáng vẻ hết sức đáng yêu của con trồn trên vai Dương Bách Xuyên, trong lòng cũng cực kỳ chấn động. Nàng ta biết rõ phòng ngự của Thanh Giao Long mạnh cỡ nào, thực lực mạnh bao nhiêu. Vậy mà bây giờ nó cũng bị con trồn trông có vẻ ngốc nghếch dễ thương trên vai Dương Bách Xuyên đánh te tua, phá vỡ lớp phòng ngự của Thanh Giao Long dễ dàng như cắt đậu phụ. Ban đầu Phong Tiên chỉ coi con trồn là linh sủng của Dương Bách Xuyên, không có sức chiến đấu gì, chỉ dùng để chơi thôi. Nhưng bây giờ Phong Tiên biết mình đã nhầm, bên cạnh Dương Bách Xuyên không có ai vô dụng cả, ai ai cũng mạnh hết. Tiểu Phượng Hoàng là thế, bây giờ con trồn cũng vậy, thật sự khiến nàng ta thổn thức trong lòng. Nhớ lại cảnh tượng vừa rồi con trồn hành hạ Thanh Giao Long, Phong Tiên bỗng rùng mình. Dương Bách Xuyên không biết Phong Tiên đang nghĩ gì trong đầu, lúc này hắn đang nhìn Thanh Giao Long. Thanh Giao Long bị con trồn đánh tơi bời, sau khi xin tha, toàn thân nó lóe lên ánh sáng xanh, hóa thành một viên thần châu màu xanh giống như hậu duệ thủy thần. Tên họ Dương nào đó nhếch miệng cười, vươn tay bắt lấy viên thần châu màu xanh. Hắn nhìn vào bên trong, thấy có hai con thanh xà đang ngoe nguẩy. Đúng lúc này, không khí xung quanh chợt vặn vẹo, chỗ bọn họ đang đứng phát sinh biến hóa. Vô vàn mộ hoang không nhìn thấy điểm cuối biến mất trong nháy mắt, thay vào đó là một đại điện trống trải. Lúc này Dương Bách Xuyên hiểu ra thần điện Sa Thi chân chính đã xuất hiện. Chắc hẳn trước đây thế giới này được hình thành bằng pháp thuật, sau khi Sa Thi thần hóa thành thần châu, toàn bộ lực lượng biến mất, để lộ diện mạo vốn có của đại điện. Sau đó, trong ánh sáng xanh rực rỡ, một cánh cửa xuất hiện. Ba đốm sáng màu xanh biếc bay ra. Lần này Phong Tiên không ra tay, đã bình thản hơn nhiều. Dương Bách Xuyên vươn tay bắt lấy. Cũng là ba viên tiên linh thạch to bằng nắm tay trẻ con, bên trong tràn đầy khí tức hệ mộc. Hẳn là tiên linh thạch hệ mộc. Giống với cách chia lần trước, Dương Bách Xuyên đưa một viên tiên linh thạch cho Phong Tiên. Lần này Phong Tiên thản nhiên nhận lấy, không từ chối. Viên tiên linh thạch thứ hai, Dương Bách Xuyên thưởng cho con trồn. Lần này con trồn lập công đầu, đương nhiên tất cả mọi người đều góp sức. Viên tiên linh thạch thứ ba, Dương Bách Xuyên đưa cho Tiểu Phượng Hoàng, nhưng nàng lắc đầu bảo, ca ca cầm lấy đi, tiên linh thạch hệ mộc không có tác dụng lớn với ta. Được, vậy thì ta nhận. Bọn họ là người một nhà, Dương Bách Xuyên không khách sáo. Sau khi phân chia chiến lợi phẩm, Dương Bách Xuyên liếc nhìn Phong Tiên rồi dẫn đầu bước vào cánh cửa màu xanh. Theo lời của hậu duệ thủy thần thì ba thần hộ pháp của tiên phủ Cửu Vĩ có ba thần điện. Hiện tại bọn họ đã vượt qua điện thủy thần và thần điện Sa Thi, vẫn còn một điện cuối cùng là điện thần Đế Giang. Chỉ có đánh bại ba thần hộ pháp, thu thập đủ ba viên thần châu hộ pháp mới có thể tiến vào điện Thiên Hồ. Tức là khu vực trung tâm. Bây giờ bước qua cánh cửa tỏa ra ánh sáng xanh này, bên kia hẳn là điện thần Đế Giang. Nơi ở của thần hộ pháp thứ ba. Về thần hộ pháp thứ ba, Dương Bách Xuyên và Phong Tiên chỉ biết vị thần hộ pháp cuối cùng này tên là thần Đế Giang,
làn da màu vàng, toàn thân đỏ như lửa, có 6 chân 4 cánh, giỏi múa hát. Cụ thể vị này có năng lực gì, dáng vẻ ra sao, bọn họ không rõ. Sau khi vào trong ắt sẽ biết. Một khắc sau, mấy người bọn họ bước qua cánh cửa tỏa ra ánh sáng xanh, đến một thế giới khác. Nơi này cũng mang dáng vẻ của một thế giới chứ không phải đại điện, nhưng hoàn toàn khác thế giới tịnh thủy của điện thủy thần và thế giới mộ hoang của thần điện Sa Thi trước đó. Hai thế giới trước đều âm u, còn thế giới này lại lấp lánh ánh nắng, trời xanh mây trắng, chim hót hoa nở. Bọn họ xuất hiện ở nơi hoa tươi nở rộ, một biển hoa không nhìn thấy điểm cuối. Có phải đi nhầm chỗ rồi không? Dương Bách Xuyên lẩm bẩm. Đúng là hơi không quen. Phong Tiên cũng lên tiếng. Hai thế giới giới thì một tĩnh mịch một âm u, còn hiện tại thế giới này lại tràn đầy sức sống, tựa như tiên cảnh. Chênh lệch trước sau quá lớn, quả thật không quen. Đằng xa có côn trùng kêu chim hót, ngắm nhìn cảnh vật khiến người ta thả lỏng tâm tình. Hương hoa theo gió bay tới, thấm vào lục phủ ngũ tạng. Mấy người Dương Bách Xuyên vừa mới đến từ thế giới âm u áp lực, sau khi đến nơi này ai nấy đều không nhịn được tham lam hít thở. Nhưng đúng lúc này, một tiếng cười quyến rũ như chuông bạc vang lên, ha ha ha. Chào mấy vị khách quý, thiếp không đón tiếp từ xa. Các vị đã tới, chi bằng ở lại hàn xá nha. Ha ha ha. Tiếng nói vừa dứt, biển hoa dưới chân tự động tách ra, để lộ một con đường nhỏ lát đá xanh dài đằng đẵng. Dương Bách Xuyên và Phong Tiên dõi mắt nhìn, cách mấy trăm mét xuất hiện một tiểu viện cổ kính hệt như tranh vẽ từ lúc nào chẳng hay. Giả thần giả quỷ, Cửu Nhi tỷ tỷ, chúng ta qua đó xem sao. Dương Bách Xuyên nói với Phong Tiên. Mọi người cẩn thận, người được gọi là thần hộ pháp của tiên phủ Cửu Vĩ, cho dù là hậu duệ viễn cổ cũng không phải hạng đơn giản. Chúng ta đã đến điện cuối cùng, đừng để lật thuyền trong mương. Phong Tiên bình tĩnh nói. Được, đi thôi. Dương Bách Xuyên gật đầu, tay dắt tiểu phượng hoàng, con trồn ngồi trên vai, cùng Phong Tiên đi đến tiểu viện đằng xa. Quãng đường không xa lắm, nhưng mấy người đều đi rất cẩn thận, 10 phút sau mới đến trước cổng tiểu viện. Phong Tiên nhìn yêu văn trong tấm biển trên cổng, nhỏ giọng đọc, thần đế giang cư. Phong Tiên vừa dứt lời, cánh cổng tự động mở ra. Giọng nói quyến rũ lúc trước vọng ra từ bên trong, mời mấy vị khách quý vào trong, thiếp đã đợi ngày này lâu rồi. Chỉ nghe thấy tiếng, không nhìn thấy người. Đi nào, ta muốn xem vị hộ pháp thần đế giang này có thủ đoạn gì. Dương Bách Xuyên lạnh lùng hừ mũi, đi vào tiểu viện. Trong tiểu viện muôn hoa nở rộ, nhưng không có một loài hoa nào Dương Bách Xuyên biết. Mấy chục mét phía trước có đình nghỉ mát, một nữ tử mặc y phục họa tiết hoa ngồi quay lưng về phía bọn họ, trước mặt đặt một cây đàn cổ. Dương Bách Xuyên và Phong Tiên đi từng bước tới đó, hai người đều điều động lực lượng toàn thân, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Sau khi đến nơi này, bọn họ không thả lỏng một giây. Thần đế giang phải không? Hộ pháp cuối cùng của tiên phủ Cửu Vĩ, ngươi có thủ đoạn gì thì dùng hết đi, hoặc là... ngươi chủ động hóa thành thần châu nhé. Dương Bách Xuyên và mấy người Phong Tiên đứng bên ngoài đình nghỉ mát, thẳng thừng nói. Dương Bách Xuyên nói xong, nữ tử quay lưng về phía bọn họ trong đình nghỉ mát bỗng cười khanh khách, đồng thời xoay người lại. Ha ha ha, tiểu đệ đệ đúng là người thẳng thắn. Nhưng tỷ tỷ không phải hai kẻ lỗ mãng thủy thần và sa thi thần chỉ biết chém giết. So với bọn họ, tỷ tỷ thích văn nhã hơn. Nói đến đây, nữ tử cũng tức là thần đế giang thoáng dừng lại rồi mới nói tiếp. Hay là vậy đi, tỷ tỷ có nhiệm vụ trên người, là một sợi thần hồn mà nương nương để lại, cũng chỉ nhận lệnh mà thôi. Bất kể thế nào, quá trình vẫn phải đi. Tỷ tỷ không thích công việc thô lỗ này, chuẩn bị biểu diễn một ca khúc. Nếu các ngươi có thể nghe hết ca khúc của tỷ tỷ sẽ tự động hóa thành thần châu, như vậy có được không? Dương Bách Xuyên nghe vậy thì sửng sốt, hắn cứ ngỡ phải ra tay, nhưng không ngờ nữ tử này lại nói như vậy. Khiến hắn và mấy người Phong Tiên cảm thấy bất ngờ. Nghe một ca khúc mà thôi, hình như không khó nhỉ. Nhìn nữ tử mặt như hoa đào, eo như nước như rắn, Dương Bách Xuyên biết nàng ta chính là thần hộ pháp thứ ba thần đế giang. Mặc dù nàng ta không tự giới thiệu ra môn, nhưng lời nói đã ngầm thừa nhận nàng ta là thần hộ pháp thứ ba. Nói đúng ra nàng ta là một sợi thần hồn mà chân thân để lại biến thành, cũng có thể nói là một phân thân giống như thủy thần và sa thi thần. Cả ba đều tuân theo mệnh lệnh của Cửu Vĩ yêu tiên tức sư nương nhà mình, trấn thủ nơi này mà thôi. Vấn đề hiện tại rất đơn giản, chỉ cần nghe một ca khúc của nàng ta là có thể khiến thần đế giang hóa thành thần châu.
Đương nhiên Dương Bách Xuyên và Phong Thiên đều biết chắc chắn ca khúc đó không dễ nghe, nhưng so với liều mạng chém giết thì Dương Bách Xuyên chấp nhận cách thức văn nhã này. Sau một hồi suy nghĩ, Dương Bách Xuyên nhếch miệng cười, vậy thì chúng ta muốn nghe thử. Ha ha ha, thần đế Giang phất tay áo che nửa gương mặt, tiếng nói xen lẫn tiếng cười cuốn hút vang lên, được. Tỷ tỷ đã ở nơi này lâu như vậy, giọng ca tự nhiên cũng bị bỏ phí, khó có được các ngươi chịu nghe, yên tâm đi. Tỷ tỷ nhất định sẽ chăm chú gảy đàn, đảm bảo các ngươi sẽ hài lòng. Xin rửa tai lắng nghe. Dương Bách Xuyên híp mắt, mỉm cười đáp. Áo bào của thần đế Giang lay động, nàng ta lại ngồi xuống, nhưng lần này ngồi quay mặt về phía bọn họ. Thần đế Giang cười khanh khách nhìn mấy người họ, sau đó hai tay đặt lên đàn cổ. Tinh! Hai bàn tay của thần đế Giang đặt trên đàn cổ khẽ động, tức thì đàn cổ phát ra một tiếng tinh. Nhưng chỉ như vậy thôi mà đã khiến Dương Bách Xuyên cảm thấy tim đập mạnh, toàn thân bủn rùn, ngồi sụp xuống đất. Tiểu Phượng Hoàng và Phong Thiên đều kêu rên, cũng sụi lơ trên đất. Đây là âm thanh khiến đạo tâm hỗn loạn. Vân đệ đệ, mọi người phải bảo vệ tâm thần, củng cố máu trong cơ thể, nếu không đạo tâm sẽ hỗn loạn, tẩu hỏa nhập ma, tim nổ tung. Ma âm của yêu nữ này thật lợi hại. Phong Thiên nói với sắc mặt tái nhợt, sau đó nhắm mắt lại, bắt đầu đối kháng. Tang, tinh tinh tinh, bong bong bong, keng keng keng. Tiếp đó, đủ mọi âm thanh được gảy ra từ cây đàn cổ của thần đế Giang. Mà lúc này, máu và chân nguyên trong cơ thể mấy người Dương Bách Xuyên đều trôi theo tiếng đàn cổ. Nhất là trái tim đập thình thịch. Thậm chí khi Dương Bách Xuyên nhắm mắt lại để đối kháng với tiếng đàn cổ, hắn trông thấy cảnh tượng núi thây biển máu. Như thể tiến vào chiến trường Tu La. Lúc này hắn mới nhận ra e là ngay từ đầu mấy người họ đã trúng bẫy rồi. Hiện tại không chỉ có ma âm, mà còn có ảo cảnh Tu La, cộng thêm tiếng đàn cổ vang lên, cơ thể bọn họ bắt đầu bủn rùn. Điều này chứng tỏ hoàn cảnh ngay từ khi bọn họ tiến vào đã có vấn đề. Ngẫm lại hương hoa mà bọn họ ngửi thấy lúc trước, chẳng phải rất có vấn đề sao? Nhưng bây giờ tất cả đã muộn rồi. Ván cờ của thần đế Giang đã mở ra, bọn họ đã nhập cuộc, đành chịu thôi. Việc duy nhất có thể làm lúc này là giữ vững tâm thần đối kháng. Nguy hiểm đến từ hai phía. Một là theo ma âm nhập ảo cảnh Tu La, bên trong giết chóc la liệt, thiên nhân giao chiến, sớm muộn gì đạo tâm cũng suy sụp, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì đạp tâm sụp đổ, một thân tu vi hóa thành hư vô. Hai là theo tiết tấu tiếng đàn cổ của thần đế Giang, máu trong cơ thể và nhịp tim đều tăng tốc, nếu tiếp tục như vậy thì không chừng trái tim sẽ nổ tung như lời Phong Thiên nói, cũng khó thoát nạn. Yêu nữ này thật độc ác. Vậy mà bảo đấu pháp kiểu văn nhã, CMN đây mới là thủ đoạn tàn nhẫn nhất. Biết vậy thì ngay từ đầu hắn nên tấn công thần đế Giang, phá hủy cây đàn cổ của nàng ta, không cho nàng ta có cơ hội gảy đàn. Giờ thì hay rồi, Tiểu Phượng Hoàng và Phong Thiên bên cạnh đều mặt mày tái nhợt, cả con trồn cũng rơi khỏi vai hắn, co quắp dưới đất. Lúc này tất cả mọi người đều đã trúng chiêu, muốn đánh trả cũng không có sức lực. Phải làm sao đây? Dương Bách Xuyên hơi hoảng loạn. Tinh! Tiếng đàn cổ bỗng cao vút. Phụt! Dương Bách Xuyên hộc máu. Tiếp đến là Tiểu Phượng Hoàng, Phong Thiên và con trồn đều hộc máu. Đúng lúc này, giọng nói quyến rũ của thần đế Giang vang lên bên tai. Ôi chao, thật vô vị, đây mới chỉ là bắt đầu thôi mà các ngươi đã hộc máu rồi. Ca khúc này của tỷ tỷ vẫn còn dài, hơn nữa tiếng hát tự nhiên của tỷ tỷ còn chưa bắt đầu, lẽ nào các ngươi đã muốn kết thúc? Dương Bách Xuyên nghe thần đế Giang nói vậy, vừa sợ vừa giận. Sợ là vị yêu nữ này còn chưa hát, mới chỉ nghe nhạc thôi hắn đã hộc máu rồi, nếu nàng ta vừa đàn vừa hát thì chẳng phải là muốn lấy mạng của bọn họ sao? Giận là vì giọng điệu kiêu ngạo của yêu nữ này, tựa như mấy người bỏ chính là đồ chơi trong tay nàng ta, muốn nắn bóp thế nào thì nắn bóp. Cũng có thể nói là trong lời nói mang theo giọng điệu khinh người, như đang nói mấy người các ngươi còn chẳng đủ cách làm chuột bạch. Điều này khiến Dương Bách Xuyên cực kỳ tức giận. Nhưng có thể làm gì đây? Hiện tại lòng hắn rối như tơ vò. Mặc dù giọng nói của thần đế Giang tràn đầy khinh thường, nhưng yêu nữ này vẫn tiếp tục gảy đàn không dừng lại. Điều này làm cho Dương Bách Xuyên cảm thấy trái tim trong cơ thể sắp nổ tung, máu bắt đầu chảy ngược. Ý thức cũng trở nên mơ hồ. Hắn biết nếu còn tiếp tục như vậy thì chắc chắn sẽ tiêu đời. Đột nhiên hắn cắn đầu lưỡi, thần trí tỉnh táo đôi chút. Vội vàng mắng trong lòng, lão già chết tiệt, nếu người còn mặc kệ thì con sẽ toi đấy. Thằng nhóc con là đồ ngốc, thôi đồng ý thức bản nguyên kỳ lân đi, đó là lực đạo hạnh chân chính của kỳ lân trưởng thành. Có bảo nhưng không dùng,
vậy mà còn có mặt mũi trách vi sư. Vân Thiên Tà lập tức mắng mỏ. Dương Bách Xuyên nghe sư phụ mắng thì ngây ra, không kịp hỏi nhiều, lập tức tập trung ý thức tiến vào biển ý thức, muốn thôi động lực bản nguyên kỳ lân. Lúc trước có được một luồng lực bản nguyên kỳ lân này, hắn chưa từng lĩnh ngộ, lại càng không biết nó có tác dụng gì. Nhưng lúc ở thần điện Sa Thi, lực bản nguyên kỳ lân đã bộc lộ uy năng cường đại. Bây giờ sư phụ cũng nói đó là bảo vật, tất nhiên sẽ không kém. Sau khi tập trung ý thức lên bản nguyên kỳ lân, vẫn như lần trước, ánh sáng tím phát ra, soi sáng cả trong lẫn ngoài cơ thể. Ảo cảnh tu la mà hắn nhìn thấy lập tức biến mất không còn. Sau đó ánh sáng tím chiếu rọi, bao phủ lấy Phong Tiên, Tiểu Phượng Hoàng và con trồn. Lúc này Dương Bách Xuyên mở mắt ra quan sát, ba người Tiểu Phượng Hoàng, Phong Tiên và con trồn đã ngừng run rẩy. Hắn mừng rỡ, biết là ba người Tiểu Phượng Hoàng cũng đã ra khỏi ảo cảnh tu la, ít nhất là hiện tại đã giải quyết vấn đề đạo tâm hỗn loạn, sẽ không có chuyện tẩu hỏa nhập ma, đạo tâm sụp đổ. Dương Bách Xuyên thở phào nhẹ nhõm. Nhưng lúc này tiếng đàn cổ trở nên dồn dập hơn, máu trong cơ thể và nhịp tim vẫn không chậm lại. Phóng chuông đông hoàng của con ra, dùng lực của thượng thần mệnh tinh gõ chuông đông hoàng là có thể chống lại tiếng đàn cổ. Lúc này, giọng nói của sư phụ vang lên trong đầu, nhắc nhở hắn. Dương Bách Xuyên không đắn đo, lập tức thôi động mệnh tinh thái dương, chuông đông hoàng hiện ra, từng phù văn màu vàng lưu chuyển, hình thành tâm thái của chuông đông hoàng, bao trùm lên bốn người bọn họ. Sau đó Dương Bách Xuyên tiếp tục phóng ra tượng thần mệnh tinh, xuất hiện sau lưng. Dùng lực của tượng thần mệnh tinh gõ chuông đông hoàng đi. Sư phụ dặn dò lần nữa. Dương Bách Xuyên thầm niệm trong đầu, thôi động tượng thần mệnh tinh xuất hiện sau lưng. Một giây sau, tượng thần mệnh tinh của hắn giơ tay lên, cuộn thành nắm đấm, thình lình đập vào chuông đông hoàng. Keng! Một tiếng chuông lớn vang lên, hoàn toàn khác nhau tiếng đàn cổ của thần đế giang. Chuông đông hoàng vang lên lập tức át đi tiếng đàn cổ của thần đế giang, Dương Bách Xuyên cảm thấy dòng máu sôi trào trong cơ thể dường như dịu bớt, tim cũng thôi đập nhanh, thoải mái hơn rất nhiều. Dương Bách Xuyên thấy có hiệu quả thì vô cùng vui vẻ. Vội vàng thúc giục mệnh tinh thần tượng đánh lên chuông đông hoàng. Thịch thịch thịch. Sau khi đánh mấy chục quyền, dòng máu chảy ngược trong cơ thể bình tĩnh lại. Mỗi một lần chuông đông hoàng vang lên, Dương Bách Xuyên lại càng cảm thấy thoải mái hơn. Mặc dù chuông đông hoàng là thiên phú thần thông nhưng cũng có thể coi như là một loại nhạc cụ, tiếng chuông đối đầu với ma âm đàn cổ, rất thích hợp. Hơn nữa tiếng chuông đông hoàng của hắn còn chiếm thế thắng, áp chế tiếng đàn cổ của thần đế giang. Sao người nào đó lại không vui vẻ chứ? Nhưng lúc này lại nghe thấy tiếng cười của thần đế giang, tiểu đệ đệ, tỷ tỷ đã xem nhẹ ngươi, có chút thực lực, vậy mới đúng chứ, không ngờ có thể áp chế tiếng đàn của tỷ tỷ, ha ha ha, quá thú vị, tiểu đệ đệ cẩn thận, tỷ tỷ sẽ nghiêm túc đấy. Nghe vậy Dương Bách Xuyên giật mình. Thì ra từ nãy đến giờ yêu nữ này vẫn chưa dùng hết toàn lực. Dương Bách Xuyên càng thêm nghiêm túc, lúc này hắn thu hút hết sự chú ý lên trên người mình. Bởi vì chuông đông hoàng bao phủ Ong Tiên, Tiểu Phượng Hoàng và chồn nhỏ, mà chuông đông hoàng lại là thiên phú thần thông của hắn, cho nên chỉ có một mình hắn đánh với thần đế giang. Lúc này Dương Bách Xuyên vô cùng áp lực. Nghe giọng điệu này của thần đế giang, có vẻ yêu nữ này chưa dùng hết toàn lực, Dương Bách Xuyên biết tiếp theo sẽ rất phiền phức. Đối mặt với sự khiêu khích của thần đế giang, Dương Bách Xuyên không chịu thua, lạnh lùng nói, yêu nghiệt, có thủ đoạn gì dùng hết ra, ta chấp hết. Ha ha ha, tiểu đệ đệ, đừng nóng vội, tỷ tỷ sẽ cho ngươi biết sự lợi hại, chỉ mong tiếp theo thực lực của ngươi có thể tương xứng với miệng lưỡi của ngươi. Thần đế giang cười hì hì nói. Sau đó thần đế giang há mồm ngâm nga, tay đàn nhanh hơn, phát ra âm thanh mà Dương Bách Xuyên nghe không hiểu, vô cùng tối nghĩa, còn đánh thẳng vào linh hồn. Dương Bách Xuyên cảm thấy vô cùng khó chịu, không nói nên lời nhưng khó chịu đến mức muốn nổi điên. Âm thanh của đàn cổ cộng thêm tiếng ngâm sướng của thần đế giang giống như một loại nguyền rủa vô cùng cường đại. Dương Bách Xuyên chỉ có thể tiếp tục thúc giục mệnh tinh thần tượng đi đánh chuông đông hoàng để chống cự, nhưng hắn phát hiện cho dù hắn đánh chuông đông hoàng, lực chống cự cũng càng ngày càng nhỏ. Sư phụ, hình như tác dụng của chuông đông hoàng đang yếu đi. Dương Bách Xuyên nôn nóng nói. Yên tâm đi, nếu yêu nghiệt này muốn đấu pháp với con thì đấu một trận với nàng, lát nữa niệm chú theo vi sư. Vi sư sẽ truyền cho con một bộ kinh văn, đảm bảo làm yêu nghiệt này hiện ra nguyên hình. Vân Thiên Tà nói, nếu hiện tại Dương Bách Xuyên có thể đánh sư phụ, tuyệt đối sẽ đánh ông. Đứng trước sống chết, rõ ràng có năng lực đối phó với thần đế giang, cố tình không hỏi không nói,
còn chờ hắn hỏi. Đáng tiếc hắn chỉ dám mắng trong lòng, cũng may sư phụ thối cũng đã đưa ra biện pháp đối phó. Sư phụ Vân Thiên Tà nói, cẩn thận, nghe kỹ, dùng nguyên thần niệm chú theo, đừng dừng thúc dục mệnh tinh thần tượng, vi sư truyền cho ngươi bộ kinh văn tên là Bát Bộ Thiên Long Kinh, sau này nếu gặp phải tình huống đấu pháp này thì dùng nó, vi sư chỉ nói một lần, không nhớ được cũng sẽ không dạy lần thứ hai. Rồi rồi rồi, ngài nhanh lên, ta cảm thấy trái tim sắp nổ tung rồi. Dương Bách Xuyên không kiên nhẫn thúc giục. Không lớn không nhỏ, Vân Thiên Tà mắng một tiếng, sau đó nói, thiên đạo sáng tỏ, pháp đạo phía trước, căn nguyên vạn vật, hóa rồng thành linh, bát phương lục hợp thành thiên long, bát bộ thiên long, long minh thông thuyền, thượng truyền thiên, hạ truyền địa, thiên long ngâm sướng, tam giới chấn động. Sau khi nghe âm thanh vang vọng trong đầu hắn, hắn phát hiện có thể nghe hiểu mỗi câu mỗi chữ. Sau đó dùng nguyên thần niệm chú theo. Nhìn từ bên ngoài thì thấy trên người Dương Bách Xuyên đang bắt đầu biến hóa. Ong Tiên và Tiểu Phượng Hoàng ngồi bên cạnh Dương Bách Xuyên nhìn thấy kim quang toát ra từ trên người hắn, có cảm giác rất thần thánh. Đặc biệt mệnh tinh thần tượng sau lưng Dương Bách Xuyên, lúc này truyền ra tiếng vang vang vọng chân trời, va chạm với âm thanh của thần đế giang. Niệm Bát Bộ Thiên Long Kinh theo sư phụ, Dương Bách Xuyên cảm thấy tâm linh bắt đầu tĩnh lại. Lúc này áp lực biến nhỏ hơn rất nhiều, ngẩng đầu nhìn lại thì thấy sự đắc ý trên mặt thần đế giang biến mất, thay thế là sự ngưng trọng. Dương Bách Xuyên vô cùng vui vẻ, nói thầm, xem ra Bát Bộ Thiên Long Kinh của sư phụ dùng rất tốt. Đừng phân tâm, niệm xong 3.000 kinh văn, yêu nghiệt này sẽ đền tội. Được rồi niệm chú tiếp đi, thực lực của đối phương còn chưa bùng nổ hết, tiếp theo mới nguy hiểm. Vân Thiên Tà nói, biết biết, ngài tiếp tục, ha ha. Dương Bách Xuyên cười nói, hắn có chút chấn động khi nghe sư phụ nói có 3.000 chân ngôn, đây mới chỉ là bắt đầu thôi cũng đã làm thần đế giang biến sắc, nếu niệm hết 3.000 chân ngôn còn không biết có uy lực gì. Đúng lúc này thần đế giang tăng khẩu ngữ, hai tay nhanh chóng biến ảo đánh đàn cổ, sau đó thấy đàn cổ dưới tay nàng ta toát ra ánh sáng màu vàng. Gào! Một tiếng gầm giận dữ vang lên từ đàn cổ, sau đó một dị thú cao 3 mét dài hơn 1 mét xuất hiện. Thân hình như một con sư tử, lông da màu vàng, cả người đỏ rực như lửa, có 6 chân 4 cánh một đuôi. Dị thú vỗ 4 cánh, mở ra bồn máu to nhào về phía Dương Bách Xuyên. Lúc này sư phụ lên tiếng, đây là bộ dáng chân chính của thần đế giang, ngoại hình rất giống sư tử, chỉ khác ở chỗ nhiều thêm chân và cánh. Dị thú thần đế giang bay ra khỏi đàn cổ, Dương Bách Xuyên cảm thấy vô cùng áp lực, nhịp tim đập nhanh mấy chục lần. Nhưng tốc độ đọc chú ngữ của sư phụ cũng nhanh hơn, hắn cũng chuyên tâm niệm chú theo. Gào gào gào. Chỉ trong nháy mắt thần đế giang 6 đầu đã bao vây chuông Đông Hoàng, phát động tấn công. Dương Bách Xuyên vô cùng kinh hãi. Sư phụ quát to, không cần để ý, chuyên tâm niệm chú, sắp xong rồi, chờ hoàn thành Bát Bộ Thiên Long Kinh sẽ là lúc yêu nghiệt này đền tội, mặc cho bọn chúng tấn công, còn kiên trì thúc giục mệnh tinh thần tượng đánh chuông Đông Hoàng. Dương Bách Xuyên đành phải làm theo. Ầm ầm ầm. Thần đế giang 6 đầu điên cuồng tấn công chuông Đông Hoàng, phát ra tiếng nổ rung trời. Phụt. Dương Bách Xuyên hộc máu, hắn cảm nhận được chuông Đông Hoàng sắp không kiên trì được, thần đế giang càng ngày càng tấn công mạnh. Sư phụ, con sắp không kiên trì được nữa. Dương Bách Xuyên vừa niệm vừa nói. Một câu cuối cùng, nghiệt xúc đền tội. Nói xong Vân Thiên Tà hét lớn, Bát Bộ Thiên Long, ra. Dứt lời. Dương Bách Xuyên cũng gầm to Bát Bộ Thiên Long, ra. Gào gào gào. 8 thiên long tuyết trắng lao ra từ trong cơ thể Dương Bách Xuyên. Ngay sau đó chuông Đông Hoàng biến mất, thần đế giang phát ra tiếng rên rỉ, bị 8 thiên long xé thành mảnh nhỏ, tiêu tán trong thiên địa. A. À, ngay sau đó nữ tử ngồi ở đỉnh hóng gió phát ra tiếng hét thảm, cả người tỏa ra vầng sáng màu vàng đất, dần dần hóa thành nguyên hình, giống hệt thú thần đế giang lúc nãy. Đế giang nhận thua. Nguyện hóa thành thần châu. Dứt lời hóa thành một thần châu màu vàng đất. Dương Bách Xuyên đứng dậy cầm thần châu thần đế giang trong tay, không ngừng cảm thán, mặc dù không chiến đấu thảm thiết với yêu nghiệt này nhưng lại là hộ pháp thần nguy hiểm nhất. Cuối cùng cũng thu phục. Bát Bộ Thiên Long Kinh của sư phụ đúng là thứ tốt, hắn lại có thêm một thần thông trong tay, sau này chuyên dùng để đối phó với ma âm. Hơn nữa qua việc vận dụng lực lượng kỳ lân căn nguyên, hắn đã cảm nhận được chỗ không bình thường. Theo lời của sư phụ, sau này phải đi tìm hiểu kỹ lực lượng kỳ lân căn nguyên, sẽ thu hoạch được nhiều. Tất cả kết thúc, cảnh tượng biến ảo, thế giới hoa thơm chim hót lại biến trở về đại điện.
Lúc này đám người Dương Bách Xuyên xuất hiện ở một đại điện to lớn. Cung điện của thần đế Giang cũng xuất hiện một cánh cửa, khác với hai cung điện trước, cánh cửa này xuất hiện ở phía sau. Dương Bách Xuyên nghĩ có lẽ đây là điện cuối cùng, sau khi rời khỏi đây sẽ là điện Thiên Hồ. Cũng là nơi trung tâm của Tiên Phủ Cửu Vĩ. Còn một chỗ khác nữa là cánh cửa này nhìn giống như một cánh cửa của một đại điện chân chính, không tự động mở ra cũng không xuất hiện tiên linh thạch. Dương Bách Xuyên có chút buồn bực, đáng lẽ dựa theo lệ thường phải có tiên linh thạch xuất hiện để làm khen thưởng mới đúng. Tại sao lại không có? Nhìn trái nhìn phải, Dương Bách Xuyên phát hiện đàn cổ mà thần đế Giang từng sử dụng vẫn còn. Không lẽ bảo vật của điện này là đàn cổ? Vừa nghĩ như vậy, đột nhiên chồn nhỏ kêu mấy tiếng, sau đó hóa thành tia sáng lao về phía đàn cổ, há mồm nuốt chừng. Chi chi! Một giây sau chồn nhỏ trở lại, ngồi xổm trên bả vai của Dương Bách Xuyên, phát ra tiếng kêu đắc ý. Chỉ có Dương Bách Xuyên nghe hiểu, chồn nhỏ nói bảo vật này thuộc về ta. Ông tiên nhìn chồn nhỏ, lại nhìn Dương Bách Xuyên, nghĩ thầm khẩu vị của chồn nhỏ cũng quá nặng, cắn nuốt một chí bảo đàn cổ. Mọi người đều lĩnh giáo uy lực của đàn cổ này, ngay cả ông tiên cũng rất thèm thuồng, nhưng hiện tại nó lại bị chồn nhỏ nuốt chừng. Nhìn đôi mắt đáng yêu của chồn nhỏ, ông tiên cũng chỉ có thể cười trừ cho qua, đã nuốt rồi nàng ta còn làm gì được nữa. Lại nhìn Dương Bách Xuyên, rõ ràng không tính toán quản. Bảo vật của điện thần đế Giang tuyệt đối là đàn cổ này, hiện tại lại bị chồn nhỏ chiếm trước. Tiểu Phượng Hoàng không có phản ứng gì, dù sao chồn nhỏ là người một nhà, không sao cả. Dương Bách Xuyên biết rõ bụng của chồn nhỏ là một không gian, đàn cổ bị nuốt vào tương đương cất chứa. Như vậy cũng tốt, trong trí nhớ của hắn, chồn nhỏ chưa từng có hứng thú với pháp khí bao giờ. Đây là lần đầu tiên chồn nhỏ chủ động nuốt một pháp khí, cũng không biết sau này nó có thể sử dụng đến hay không. Tất nhiên Dương Bách Xuyên cảm nhận được ánh mắt khác thường của ông tiên, có chút xấu hổ nói, xin lỗi cửu nhi tỷ tỷ, chồn nhỏ bị ta chiều hư. Ông tiên cũng không oán trách gì, cười nói, chồn nhỏ lập công lớn có được đàn cổ là điều hiển nhiên. Cảm ơn cửu nhi tỷ tỷ thông cảm, vậy chúng ta đi thôi. Dương Bách Xuyên cười nói. Ông tiên cười nói, được. Đã thu phục xong ba hộ pháp thần, cũng là lúc chứng kiến điện Thiên Hồ chân chính. Sau đó mấy người xoay người đi đến cửa đại điện, trên cửa lớn không hề có pháp trận cấm chế gì cả, đẩy nhẹ, cánh cửa đại điện đã mở ra. Khoảng khắc cửa mở, Dương Bách Xuyên cảm nhận được linh khí thiên địa vô cùng thuần tịnh, ngoài cửa có núi có nước, ánh nắng tươi sáng chân chính. Sau khi ra đại điện, một con đường bạch ngọc kéo dài thẳng tắp. Cách khoảng vài trăm thước, một tòa cung điện huy hoàng đứng sừng sững giữa núi. Hiển nhiên đây chính là điện Thiên Hồ chân chính. Mười mấy phút sau, đám người Dương Bách Xuyên đã đi đến dưới trước cung điện. Cảnh cửa cung điện huy hoàng có ghi ba chữ to điện Thiên Hồ. Còn có cả cấm chế vô cùng cường đại, có lẽ rất khó phá. Xuyên đệ đệ, khả năng yêu cầu ba viên thần chây hộ pháp mới có thể đi vào. Ông tiên nhắc nhở, giọng nói có chút kích động. Tốn sức tốn công vì tiến vào điện Thiên Hồ này. Nơi này là tiên phủ của cửu vĩ yêu đế. Nói không có chí bảo là không có khả năng. Ông tiên muốn khôi phục tu vi tiên vương kiếp trước, thiên tài địa bảo ở tu chân giới rất khó chống đỡ nàng ta khôi phục tu vi, tiên phủ cửu vĩ là một cơ hội của nàng ta. Cho nên nàng ta vô cùng chờ mong điện Thiên Hồ. Hy vọng có thể đạt được lực lượng từ nơi này, đủ để nàng ta đột phá một bước, sau đó nàng ta có thể trở về tiên giới. Dựa theo tu vi hiện tại của nàng ta, nếu đi tiên giới, ông tiên không dám xác định đám kẻ thù trước kia còn không. Nếu còn, với tu vi hiện tại mà bị kẻ địch biết, chắc chắn sẽ tiêu đời. Nhưng chỉ cần có thể đột phá một bước ở đây, nàng ta có thể thi triển ra rất nhiều bí pháp ở kiếp trước, đến lúc đó sẽ có thủ đoạn giữ mạng. Dương Bách Xuyên có thể cảm nhận được sự dao động cảm xúc của ông tiên, cũng đoán được suy nghĩ lúc này trong lòng nàng ta. Đường đường là tiên vương, nhưng lại chỉ là tán tiên ngũ chuyển ở tiểu giới, còn chưa đến lục chuyển, đúng là có chút dùng mình. Dương Bách Xuyên nghĩ thầm nếu điện Thiên Hồ thực sự có bảo vật trợ giúp được ông tiên thì hắn sẽ hào phóng giúp nàng ta. Từ lúc tiếp xúc với ông tiên đến bây giờ, Dương Bách Xuyên đã tiếp nhận vị ông tiên yêu tộc này, gọi nàng ta một câu cửu nhi tỷ tỷ cũng là thật lòng. Dương Bách Xuyên cười nói, cửu nhi tỷ tỷ yên tâm, nếu điện Thiên Hồ thật sự có bảo vật có thể giúp tỷ tỷ khôi phục tu vi, đệ đệ này sẽ không lấy một phần, đưa hết cho tỷ tỷ. Nói xong Dương Bách Xuyên lấy ra ba viên thần châu hộ pháp. Hậu duệ thủy thần châu màu lan, sa thi thần châu màu xanh lơ và thần đế giang châu màu vàng đất. Ba viên thần châu vừa xuất hiện tự động bay về phía cánh cửa đại điện.
Sau đó ba viên thần châu bộc phát ra ba cột sáng lam xanh vàng, tản ra khí thể thiên địa vô cùng cường đại, hình thành ba ký hiệu lực lượng, giống như một chiếc chìa khóa mở cửa, dung nhập vào trong cánh cửa điện thiên hồ. Ầm. Vầng sáng trên điện thiên hồ lóe lên, ầm ầm ầm, cánh cửa mở ra. Ba viên thần châu hộ pháp cũng biến mất. Khoảng khắc cánh cửa mở ra vang lên một âm thanh của tự nhiên. Ông tiên kích động nói, là âm thanh đại đạo, do cửu vĩ yêu đế để lại, đây cũng coi như là phần thưởng cho người có duyên chúng ta. Xuyên đệ đệ nghe kỹ, sẽ có ích cho tâm cảnh của ngươi, sau này tiện cho việc tìm hiểu bình cảnh. Dương Bách Xuyên không rõ âm thanh đại đạo là gì, nhưng dừng ở trong tai lại cảm giác được một sự thông thấu huyền diệu, đánh thẳng vào tâm cảnh. Dương Bách Xuyên vô cùng vui vẻ, hắn cảm nhận được bình cảnh của phi thăng đại viên mãn có dấu hiệu buông lỏng. Trong lòng thầm vui sướng, quả nhiên là tiên phủ của sư nương, chỉ cần nghe âm thanh huyền diệu này, tâm cảnh tâm linh của hắn đã có thể tiến hóa. Nhưng âm thanh đại đạo này cũng không lâu, chỉ mười mấy giây rồi dừng. Sau đó bốn vầng sáng xuất hiện nhắm thẳng vào bốn người bọn họ. Dương Bách Xuyên phát hiện hắn, Ong Tiên, Tiểu Phượng Hoàng, Chồn Nhỏ đều bị một vầng sáng bao phủ. Bốn vầng sáng quá nhanh, bốn người bọn họ còn chưa kịp phản ứng gì. Càng khủng bố hơn, sau khi bị bốn vầng sáng bao phủ, cả người không thể cử động, sau đó là choáng váng, trời đất quay cuồng. Tất nhiên cảm giác choáng váng này chỉ rằng co trong nháy mắt rồi biến mất. Khi hắn mở mắt ra, một âm thanh u oán vang lên, cuối cùng ngươi cũng đến, ta đã đợi ngươi hơn một vạn năm. Âm thanh này của một nữ nhân, Dương Bách Xuyên cảm thấy như đang nghe âm thanh của tự nhiên, giống như có thể hòa tan người. Sau đó hắn ngẩng đầu, nhìn thấy người đứng trước mặt, đầu óc chấn động, trống rỗng. Đầu óc Dương Bách Xuyên trở nên trống rỗng, không phải lý do nào khác, là bởi vì hắn nhìn thấy được gương mặt xinh đẹp của nữ nhân trước mặt mà khiếp sợ. Hắn dám nói hắn chưa bao giờ nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp đến nghẹt thở như vậy. Nhìn cũng chỉ chừng 20 tuổi, nàng búi tóc kiểu vọng tiên cửu hoàn, đỉnh đầu cắm một cây châm vạn niên cát khánh, tay cầm một cây quạt trúc bằng lụa tơ tằm mạ vàng, nàng mặc một bộ cẩm sam màu đỏ anh đào, chân mang một đôi giày gấm hoa văn hình đám mây. Từ đầu tới chân đều mang một khí chất cao quý. Quan trọng nhất là, sau khi Dương Bách Xuyên nhìn thấy đôi mắt của nàng thì trong nháy mắt hồn phách như bị câu đi mất. Hắn có một loại cảm giác như nguyên thần cũng không nhịn được mà muốn xuất ra ngoài. Hắn cũng đâu phải chưa từng thấy mỹ nhân, mấy người vợ của hắn có ai là không xinh đẹp. Nhưng nữ tử trước mặt lại mang đến cho hắn một cảm giác hoàn toàn khác. Vừa nhìn đã bị câu mất hồn, mị hoặc, quyến rũ, ngôn từ cũng không thể nào diễn tả được hết vẻ đẹp của nàng, mặt khác lại khiến cho người ta không dám khinh nhờn, giống như chỉ cần nhìn thêm một ánh mắt cũng là phạm tội. Cả buổi đầu óc hắn đều trống rỗng. Lúc này, hắn nghe nữ tử kia nói, hơn vạn năm rồi, người đúng là cái đồ không có lương tâm. Giọng nói nghẹn ngào, có chút quyến rũ lại mang theo vài phần đáng thương, Dương Bách Xuyên nghe xong trái tim như muốn tan vỡ. Nguyên thần cũng bắt đầu đung đưa. Lúc này, may mà Dương Bách Xuyên chỉ cảm thấy cơ thể mình run lên, ý thức của hắn đã trở thành người đứng xem. Cuối cùng hắn cũng thở ra một hơi, nếu cứ tiếp tục như vậy, toàn bộ tu vi của hắn sẽ biến thành hư vô trước mặt nữ tử này. Cùng lúc, hắn biết lão đầu đã chiếm lấy cơ thể hắn. Đầu óc đột nhiên sáng bừng. Dương Bách Xuyên lập tức hiểu rõ, lúc trước hậu duệ thủy thần đã nói người có duyên với Điện Thiên Hồ, không phải hắn, không phải Tiểu Phượng Hoàng, cũng không phải Phong Tiên và Chồn Nhi. Mà là, lão đầu nhà mình Vân Thiên Tà. Đoán đúng rồi. Tuy bất ngờ, nhưng lại rất hợp lý. Nơi này là tiên phủ cửu vĩ, cũng chính là tiên phủ của sư mẫu nhà mình. Sư nương cửu vĩ yêu đế, chờ người hữu duyên thật ra chính là chờ lão đầu. Sư phụ và sư nương, chuyện này rất bình thường. Nghe ý thì dường như sư nương cửu vĩ yêu đế từ hơn vạn năm trước đã tính được lão đầu trở về, hoặc nói đúng hơn là người đệ tử này về tiên phủ cửu vĩ. Đúng là quá thần kỳ. Sau khi ý thức của hắn trở thành người quan sát, không còn bị sư nương ảnh hưởng, cuối cùng tư duy cũng khôi phục lại bình thường và đã có thể suy nghĩ. Nhưng lúc này hắn chuẩn bị xem, nghe thử lão đầu và sư nương đang nói gì. Hắn chính là người thích nghe chuyện bát quái. Người vợ đầu tiên của lão đầu, đây cũng là lần đầu tiên hắn gặp sư nương, vừa lên sàn đã là cấp bậc cửu vĩ yêu đế, đúng là châu bò. Nhưng trong thâm tâm, Dương Bách Xuyên cũng không quá thoải mái, vì sao sư nương lại phải cần ba hộ pháp tới bảo vệ, cho hắn một vấn đề khó như vậy, chẳng khác nào cuộc chiến sinh tử. Đương nhiên ba thần hộ pháp này đều là cơ thể phân thần, là thần hồn,
nếu là thực thể thì hắn sẽ sớm toi đời rồi. Dương Bách Xuyên có thể cảm nhận được, lão đầu từ trước tới giờ gặp phải chuyện gì đều rất bình tĩnh nhưng lúc này cơ thể lại đang run rẩy. Ông nhìn nữ tử trước mặt run giọng nói, Thiên Cơ. Thiên Cơ. Dương Bách Xuyên nghe cái tên mà lão đầu gọi, rất khí phách cũng rất đặc biệt, rõ ràng là tên của sư nương cửu vĩ yêu đế. Nàng chịu khổ rồi, lão đầu nói tiếp rồi bước lên nắm lấy tay của bà. Nhưng, ngay sau đó, hai tay của lão đầu xuyên qua cơ thể của sư nương Thiên Cơ. Ta chỉ để lại một sợi thần hồn, không phải bản thể. Sau đó, hắn nghe sư nương nói. Chẳng trách, Dương Bách Xuyên lẳng lặng quan sát. Bà, giờ phút này, hình tượng luôn vô cùng khí phách của lão đầu sụp đổ, khi đối mặt với sư nương, ông lại vô cùng dịu dàng, muốn nói điều gì đó nhưng lại không nên lời. Thật sự đã đạp đổ hình tượng trong lòng Dương Bách Xuyên, hóa ra lão đầu cũng có một mặt anh hùng, dịu dàng như vậy. Cái đồ khốn kiếp, năm đó ta tùy hứng tranh cãi với ông mà ông không tới tìm ta. Thiên Cơ mang theo oán giận. Nhưng trong lời nói không che giấu được tình yêu với Vân Thiên Tà. Ai, không phải, không phải, chuyện năm đó rất phức tạp, ta bị mấy lão già nhìn chằm chằm, kẻ thù gièm pha, làm sao dám tới tìm bà. Sau đó ta cũng từng nghĩ tới việc tìm bà nhưng không ngờ bị người ta tính toán nên mới trở thành bộ dáng như bây giờ, nếu không gặp được tên tiểu tử này, thu hắn làm đệ tử thì sợ cả đời này ta sẽ không bao giờ gặp được bà nữa. Vân Thiên Tà than thở. Dương Bách Xuyên lại nghe sư nương nói. Khi ta nghe được tin ông ngã xuống, trở về tiên giới ta cũng không tin, sau đó ta đã bày đại trận thiên cơ của tộc, tính ra một quẻ, lúc đó mới phát hiện tình trạng sống dở chết dở của ông, hiện tại xem ra đúng là như vậy, chỉ còn lại tàn hồn, hơn nữa ông bị người ta mưu hại, ta biết chắc chắn là mấy lão già khốn kiếp của tiên giới. Cũng tính ra được một vạn năm sau sẽ có người tới điện thiên hồ, rõ ràng đã tính ra được là ông, nhưng thiên cơ lại biến đổi thành bị người che đậy. Trước khi đi không quá yên tâm nên đã để lại tam đại hộ pháp và phân thân thần châu để trấn áp nơi này. Hiện tại xem ra là đồ đệ của ông, không ngờ lại là một người mà ngay cả thiên cơ cũng có thể che đậy, nhưng cũng tốt, dù sao ta cũng biết được ông vẫn còn ở trên thế gian. Dương Bách Xuyên nghe vậy thì cơ thể run lên, hóa ra người mà sư nương tính là lại là hắn, còn cái gì mà người có thể che đậy thiên cơ. Ngay cả lão đầu mà sư nương cũng có thể tính nhưng lại không tính ra được bản thân hắn. Đều là vì che đậy thiên cơ. Lúc này hắn nghe lão đầu nói, đúng vậy, trở thành sư đồ với tên tiểu tử này chính là ý của ông trời, bà cũng không nhìn thấu được tiểu tử này. Cuối cùng, lão đầu còn hỏi một câu. Nhìn không thấu, một chút cũng không, lúc đó ra muốn xem sâu hơn những lại bị cắn ngược trở lại, xem ra tiểu đồ đệ này của ông không phải người bình thường. Thiên cơ nói. Cũng đúng, người có thể được bình càn khôn thừa nhận tất nhiên không đơn giản. Vân Thiên Tà cảm thán. Bình càn khôn, là vật gì? Thiên cơ hỏi. Lúc này, Dương Bách Xuyên nghe thấy lão đầu buồn bực nói, năm đó ta và mấy lão già của tiên giới cùng tiến vào, nơi đó, rồi bị bọn họ tính kế giết chết, cuối cùng chiếm được bình càn khôn nên mới ôm lấy tàn hồn chui vào bình càn khôn để sống sót. Có thể nói ta và những lão già kia liều mạng vào, nơi đó, chính là vì bình càn khôn này, kết quả cái giá mà ta phải trả là tính mạng của mình. Sau đó bị bình càn khôn đưa rời khỏi đó, cuối cùng gặp được tiểu tử này. Thật sự ta không hiểu nổi, ta đường đường là thập nhị kiếp tán tiên, vì sao bình càn khôn không nhìn chúng ta mà cứ nhất quyết chọn tên tiểu tử này, còn nhận nó làm chủ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, mọi chuyện trên thế gian này đều là do số định, ta được bình càn khôn ôm lấy tàn hồn, tên tiểu tử này lại mở bình càn khôn, vậy nên ta mới có thể trở lại, nếu không ta sẽ vĩnh viễn bị nhốt trong đó, đây chính là ý trời. Ông nói đã đi, nơi đó, nên mới gặp nạn, cũng là do đám lão già khốn kiếp kia hại. Thiên cơ đằng đằng sát khí hỏi. Không phải thế sao, trên đời này ngoài đám lão già kia, còn ai có thể hại được ta? Vân Thiên Tà nói. Thiên cơ đáp, vậy thì không tìm sai người rồi. Thiên cơ, trước tiên bà không nên hành động thiếu suy nghĩ, ta sẽ tự tìm đám già kia để tính nợ, bà không cần ra tay với họ. Vân Thiên Tà vội vàng nói. Chết tiệt. Bây giờ ta chỉ là nguyên thần phân thân, bản thể đang làm gì ta cũng không biết, không chừng đã đánh nhau tới trời đất mù mịt ở tiên giới rồi. Chuyện này, bà nhanh thu nguyên thần về tiên giới đi, chớ làm bậy, còn nữa nói cho các bà ấy, không được phép làm bậy, đợi ta trở về, lão già khốn kiếp nào nợ ta, tự ta sẽ đòi lại, mọi người đừng xen vào, tất cả đều không phải là đối thủ. Cái đồ chết tiệt, còn nhớ thương mấy hồ ly tinh kia của ông à, bọn họ muốn làm gì ta cũng không quản được. Hừ.
bà không phải hồ ly tinh sao? Ông! Dương Bách Xuyên vẫn luôn nghe sư phụ mình và sư nương nói chuyện, lúc sư phụ nói sư nương hắn là hồ ly tinh, Dương Bách Xuyên không nhịn được mà cười phá lên. Phụt! Tiểu tử thối, có cái gì buồn cười à? Lão đầu lên tiếng mắng hắn, ngay sau đó trước mặt tối sầm, Dương Bách Xuyên cảm nhận được bản thân không thấy được gì cả, nghe cũng không. Lúc này mới biết mình bị lão đầu thi pháp phong ấn luôn lục giác. Lão đầu chết tiệt, đừng phong ấn ý thức của con. Mắng nửa ngày cũng không ai nghe thấy, hắn hoàn toàn bị nhốt vào phòng tối. Lúc sau, lão đầu và sư nương Thiên Cơ nói cái gì, Dương Bách Xuyên cũng không nghe được. Chẳng biết qua bao lâu, Dương Bách Xuyên mới cảm nhận được tầm nhìn, cơ thể khôi phục được tự do, thần hồn của lão đầu đã rời khỏi cơ thể hắn. Sư nương Thiên Cơ ở trong cung điện cũng biến mất không thấy. Theo bản năng, Dương Bách Xuyên hỏi, lão đầu, sư nương đâu? Bà ấy chỉ là nguyên thần phân thân, đã quay về bản thể rồi. Lúc này, nghe lão đầu nói như vậy, thật ra Dương Bách Xuyên lại cảm nhận được vẻ cô đơn của ông. Dương Bách Xuyên biết tâm trạng sư phụ không tốt, hắn cũng không hỏi nhiều, bây giờ hắn mới đánh giá xung quanh nhưng lại không nhìn thấy bóng dáng của Phong Tiên, Tiểu Phượng Hoàng và Trồn Nhi đâu, hắn hỏi. Lão đầu, Tiểu Phượng Hoàng, Trồn Nhi, Phong Tiên, mấy người họ đi đâu rồi? Người có hỏi sư nương đã đưa bọn họ đi đâu không? Vân Thiên Tà đáp, ở đây, ai cũng có một phần cơ duyên, một họ không sao, không cần lo lắng. Dương Bách Xuyên nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, không sao là tốt. Nhưng nghe lão đầu nói mấy người bọn họ đều có cơ duyên, hắn liền nghĩ tới bản thân rồi cười gian trá, lão đầu, con có được thứ gì tốt không vậy? Sư nương để lại 5 hạt giống cho con, xem như là quà gặp mặt cho tiểu bối, trên mặt đất ấy. Vân Thiên Tà nói. Dương Bách Xuyên cúi đầu nhìn, quả nhiên trên đất còn có đồ. Nhìn kỹ đây chỉ là 5 hạt thóc mà thôi, nhưng xung quanh lại tản ra 5 loại màu sắc, nhìn rất đẹp mắt. Lão đầu chết tiệt, người đùa con đấy à? Đây không phải hạt thóc 5 màu à, tính gì là bảo vật chứ? Tu vi của con đã là phi thăng đại viên mãn rồi, dùng để nấu cơm à? Hơn nữa năm hại cũng không nấu đủ một bát. Dương Bách Xuyên oán trách. Thằng nhóc vô liêm sỉ, con nghĩ sư nương đường đường là yêu đế mà keo kiệt như vậy. Chỉ cho con 5 hạt thóc chắc, Vân Thiên Tà mắng. Dương Bách Xuyên nghĩ lại cũng đúng, sư nương là cửu vĩ thiên hồ có cấp bậc yêu đế, không kể keo kiệt như vậy được. 5 hạt thóc này còn làm ra được trò trống gì à? Dương Bách Xuyên vừa nói vừa nhặt 5 hạt thóc đang tỏa ra ánh sáng nhiều màu lên. Phí lời. Loại thóc 5 màu này có từ khi khai thiên lập địa, bên trong cất chứa sức mạnh ngũ hành tinh khiết nhất, lực lượng này có thể so với tiên thạch thượng phẩm, sư nương con để lại cho con hạt giống, là hạt giống đấy có hiểu không? Con có thể trồng trọt, 100 năm sinh trưởng, 100 năm chín muồi, ngũ hành hợp nhất có bổ trợ vô cùng to lớn với việc tu luyện, tiểu tử ngươi đúng là may chán. Năm đó vi sư muốn thóc ngũ sắc bà ấy cũng không cho, đó là vật chí bảo của hoàng tộc cửu vĩ thiên hồ. Không chỉ có thể dùng tu luyện mà còn luyện được đan. Vân Thiên Tà làm nhảm nói. Dương Bách Xuyên nghe vậy thì hai mắt sáng lên, lúc cầm trên tay hắn cũng cảm nhận được hạt thóc 5 màu này không giống với bình thường, mặc dù rất nhỏ nhưng bên trong lại chứa đựng sức mạnh khiến người ta phải khiếp sợ. Cẩn thận cảm nhận lại, 5 hạt thóc này lại là 5 thuộc tính sức mạnh, bao gồm ngũ hành, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Ngay lập tức hắn tìm một nơi trong không gian càn khôn để trồng. Theo như những gì lão đầu nói, cần 100 năm để lớn rồi 100 năm để chín nhưng hắn có nước sinh mệnh, chuyện này đương nhiên không thành vấn đề. Sau này, bên trong không gian càn khôn lại có thêm một loại bảo vật chân chính. Hiện tại, không gian càn khôn của hắn có nước sinh mệnh, linh đào, lá tử vân ngũ lôi, bây giờ lại có thêm thóc 5 màu là 4 món chí bảo rồi, đương nhiên bình càn khôn còn những thiên tài địa bảo khác, nhưng 4 món trên là tốt nhất. Lần này, chuyện ở tiên phủ cửu vĩ cũng xem như kết thúc. Tính ra mọi người đều thu được lợi, quan trọng là lão đầu và sư nương đã gặp nhau, bản thân hắn cũng rất vui vẻ, có thể gặp được một sư nương, hơn nữa vị sư nương này còn rất châu bò, cửu vĩ yêu đế đó, chỉ riêng phân thân của ba thần hộ pháp đã mạnh như vậy, sư nương hắn còn có năng lực đoán trước tương lai, nói chung cảm giác không tồi. Mặc dù nguyên thần đã đi rồi nhưng vẫn để lại cho Dương Bách Xuyên ấn tượng rất sâu sắc. Hắn hỏi lão đầu, lão đầu, lúc sau người và sư nương nói gì vậy? Vân Thiên Tà mắng, con nít hỏi nhiều vậy làm gì, đi thôi, bọn Tiểu Phượng Hoàng đang đợi bên ngoài rồi. Không nói thì thôi, con cũng không thèm nghe. Dương Bách Xuyên trợn mắt rồi xoay người đi ra phía cửa lớn. Lúc này,
đại điện khôi phục lại như cũ, nhìn qua thì đây là một cung điện rất bình thường, cổng lớn đã xuất hiện. Dương Bách Xuyên đẩy cửa bước ra ngoài, quả nhiên thấy Tiểu Phượng Hoàng, Phong Tiên và Trồn Nhi đang đợi hắn. Trước khi tiến vào đại điện, bốn người bọn họ bị tách ra, xem như mỗi người đều có cơ duyên của mình, mặc dù không biết là cơ duyên gì nhưng Dương Bách Xuyên vừa nhìn qua, ánh mắt đã rơi vào Phong Tiên, hắn cảm nhận được khí tức rất nồng đậm tản ra từ trên người nàng, có lẽ đây chính là vận may của nàng, tu vi tăng mạnh. Mà Tiểu Phượng Hoàng và Trồn Nhi không giống nhau, hơi thở của Tiểu Phượng Hoàng rất dài còn Trồn Nhi thì thông minh hơn. Đầu tiên Dương Bách Xuyên nhìn Phong Tiên cười nói, Cửu Nhi tỷ tỷ, chúc mừng, hình như tu vi tăng mạnh rồi. Lúc này Phong Tiên cũng mỉm cười, trên mặt không giấu được niềm vui, ha ha, ngồi thiền tu luyện 180 năm, nếu không tiến bộ thì quá phế rồi, tỷ tỷ của đệ hiện tại đã vào kim tiên hậu kỳ, chỉ còn một bước nữa thôi là có thể lên tiên giới rồi, Vân đệ đệ, lần này phải cảm ơn đệ, nếu không có đệ và Tiểu Phượng Hoàng, à đúng rồi, còn cả Trồn Nhi, tỷ tỷ cũng sẽ không vào được tiên phủ cửu vĩ. Dương Bách Xuyên nghe Phong Tiên nói, vậy mà thiền 180 năm, hắn lập tức sững người. Hắn biết sau khi bị lão đầu phong ấn ý thức, cảm giác như mới ngủ một giấc đã qua 180 năm. Tính toán lại quả đúng là như vậy, 180 năm trôi qua, quả đúng với câu nói tu chân không kể ngày tháng. Thật ra khi còn bé nghe ông cụ đầu thôn kể chuyện xưa, thần tiên ngủ gật xuân hạ thu đông không biết nóng lạnh. Thời gian trôi qua rất nhanh. Điều chỉnh lại tâm trạng, Dương Bách Xuyên cười cười nói, chắc hẳn mọi người đều có cơ duyên, tiểu đệ vẫn phải chúc mừng cửu vĩ tỷ tỷ. Tỷ tỷ cũng chúc mừng Vân đệ đệ. Sau khi hai người chúc nhau qua lại, vấn đề hiện tại là làm thế nào ra ngoài. Đường trở về thì dễ dàng hơn nhiều, lúc tới đây bọn họ đã trải qua 5 cửa ải chém 6 tướng phá được mộng cảnh của tiên phủ, hoặc nói sau khi nguyên thần của sư nương thiên cơ rời đi, tiên phủ cửu vĩ cũng biến thành tiên phủ bình thường, không còn cấm chế thần thức, lối vào ở trên núi thì lúc ra cũng có thể đi lại đường cũ. Mọi người cũng không hỏi nhau đã lấy được cơ duyên gì khi vào tiên phủ cửu vĩ. Dù sao tất cả đều thu lợi là được, hỏi nhiều sẽ không hay. Phong Tiên đề xuất ra ngoài, sau khi rời khỏi đây nàng phải quay về tiên giới, hiện tại tu vi của nàng cũng đã đạt tới kim tiên hậu kỳ, có năng lực ở tiên giới tự bảo vệ mình. Dương Bách Xuyên thì chưa muốn đi, bởi vì hắn nhìn chúng đủ các loại linh dược, linh quả trong tiên phủ cửu vĩ của sư mẫu, có thể là Phong Tiên chướng mắt những thiên tài địa bảo này nhưng với Dương Bách Xuyên mà nói tất cả đều là thứ tốt. Hắn dùng thần thức tùy tiện quét qua một vòng cũng thấy được linh dược nghìn năm, thậm chí vạn năm cũng có, nơi này đã đóng chặt cửa hơn nghìn năm, vườn linh dược và linh quả đều là những bảo vật thượng phẩm, hắn lấy đi luyện đan luyện khí cũng được, hơn nữa hắn còn rất nhiều vợ, cả con cái và bằng hữu huynh đệ, Vân Môn, tất cả đều cần những linh dược này, nếu bỏ qua thì hắn sẽ tổn thất lớn. Vậy nên Dương Bách Xuyên cười nói với Phong Tiên, Cửu Nhi tỷ tỷ đi trước đi, ta còn muốn đào một ít linh dược. Đâu phải như Cửu Nhi tỷ tỷ đã là cấp bậc tiên nhân, ta vẫn là tu chân giả đấy, cần những linh dược này. Phong Tiên nghe Dương Bách Xuyên nói vậy thì sững người, nàng hiểu ý của Dương Bách Xuyên, cũng được, vậy tỷ tỷ đi trước, nếu như có chuyện gì thì cứ gọi tỷ thông qua phong vĩ châm mà tỷ đưa cho đệ, trước kia không thể trực tiếp đi tới cạnh đệ nhưng bây giờ có thể rồi. Được, vậy đa tạ Cửu Nhi tỷ tỷ, Dương Bách Xuyên đáp, dứt lời, Phong Tiên lóe lên rồi biến mất. Dương Bách Xuyên dẫn Tiểu Phượng Hoàng và Trồn Nhi đi về hướng vườn linh dược của tiên phủ cửu vĩ, hắn chuẩn bị càn quét một lượt, dọn sạch đồ trong này, dù sao đều là của sư nương nhà mình, sau này tới tiên giới sư nương thiên cơ cũng sẽ không trách hắn. Toàn bộ tiên phủ cửu vĩ, tuy nói là tiên phủ nhưng thật ra là một thung lũng lớn, nơi này được bao phủ bởi trận pháp, hơn nữa còn thuộc địa phận của tiểu yêu giới, Dương Bách Xuyên biết đây chỉ là nơi ở tạm thời của sư nương thiên cơ mà thôi. Hơn 10 phút sau. Dương Bách Xuyên dẫn theo Tiểu Phượng Hoàng và Trồn Nhi tới vườn linh dược. Nhưng phát hiện nơi này được bày bố trận pháp, có vẻ như đây là trận pháp của cấp bậc phi thăng cảnh, không giống với trận pháp với ở tiên phủ cửu vĩ. Cũng không biết là đại trận huyền ảo gì, đây giống như trận pháp phòng ngự. Loại trận pháp này đương nhiên không ngăn được hắn, Dương Bách Xuyên đánh một chưởng lên trận pháp. Đòn tấn công này đã đánh vỡ đại trận. Nhưng giây sau, một tiếng quát mắng vang lên. Kẻ nào dám làm càn? Nghe như giọng của phụ nữ. Vườn linh dược còn có người trông coi. Trong lòng Dương Bách Xuyên vô cùng buồn bực, hết tam đại hộ pháp thì thôi, nơi này lại còn có người nữa. Trong nháy mắt, một luồng ánh sáng ập tới, Dương Bách Xuyên cười lớn, không ngờ ở đây lại gặp được người quen cũ. Lúc Dương Bách Xuyên nhìn thấy người quen,
khóe miệng khẽ cong lên, trong lòng lại nhủ thầm đúng là ổ của hồ ly có khác, đi đâu cũng đụng trúng hồ ly. Xin chào tiền bối Thiên Hồ, hai ta lại gặp mặt rồi. Dương Bách Xuyên mỉm cười chào hỏi, người tiến vào không ai khác chính là Thiên Hồ của Sơn Hải Giới, cũng là sư phụ của Trịnh Bân Bân. Năm ấy, lúc hắn tìm được Trịnh Bân Bân thì cũng đúng vào thời điểm bên trong Sơn Hải Môn đang phát sinh nội đấu gay gắt. Lúc đó hai sư trò Trịnh Bân Bân và Thiên Hồ bị cả tông môn xa lánh, sau khi Dương Bách Xuyên giúp họ giải quyết rắc rối, duyên phận sư trò giữa Thiên Hồ và Trịnh Bân Bân cũng đến hồi kết. Cũng vì vậy mà Trịnh Bân Bân mới đồng ý theo chân hắn về Vân Môn Tiên Cảnh, hắn cũng từng ngỏ ý mời Thiên Hồ tới Vân Môn Tiên Cảnh một chuyến, nhưng Thiên Hồ lại từ chối, bảo rằng muốn ngao du thiên hạ. Tính ra thì từ đó đến nay đã gần 300 năm, không ngờ hôm nay lại tình cờ chạm mặt với Thiên Hồ ở Cửu Vĩ Tiên Phủ tại Tiểu Yêu Giới. Không thể phủ nhận một điều rằng đây đúng là duyên phận. Chẳng qua Dương Bách Xuyên cảm thấy hơi phiền muộn, quanh Cửu Vĩ Tiên Phủ có đại trận bảo vệ kia mà, sao nàng ta lại vào được, hơn nữa đích đến còn là bên trong linh dược viên. Vừa nghĩ đến linh dược, Dương Bách Xuyên thầm cười khổ, không cần hỏi cũng biết, Thiên Hồ mà ở trong linh dược viên thì kiểu gì linh dược bên trong cũng lành ít dữ nhiều. Mà tính ra hắn và Thiên Hồ cũng có duyên với nhau lắm. Trong cuộc chiến phá thiên trảm ở Sơn Hải Giới, nhờ bắt tay đối phó Hóa Thê Lương mà mọi người dần thân thiết, hắn không chỉ làm quen với Thiên Hồ, Huyền Vũ mà còn cả Tiểu Trích Tiên Đường Đường. Đến khi tới tu chân giới, tuy không thường xuyên gặp mặt nhưng quan hệ giữa hai bên lại không hề tệ. Dương Bách Xuyên rất thích kết giao với Thiên Hồ. Năm đó, trong cuộc chiến thiên trảm ở Sơn Hải Giới, hắn, Tiểu Phượng Hoàng, Thiên Hồ, Huyền Vũ và Tiểu Trích Tiên Đường Đường cùng tiêu diệt Hóa Thê Lương, phá hủy đại trận thiên trảm, đã thông con đường nối giữa Sơn Hải Giới và tu chân giới, từ đó lập được công lớn cho Sơn Hải Giới. Thế nên tình nghĩa của họ tất không phải thứ người ngoài có thể sánh được. Vì vậy, hiện tại, khi gặp lại Thiên Hồ, Dương Bách Xuyên thật sự rất vui. Về phần Thiên Hồ, vốn tưởng là kẻ nào đó to gan dám tự tiện xông vào tộc của nàng ta, ai ngờ người đến lại là Dương Bách Xuyên, sau một thoáng sửng sốt thì vui mừng bật cười thành tiếng, nói đùa, rõ ràng lần trước Vân Đệ Đệ còn gọi ta là tỷ tỷ cơ mà, sao giờ lại đổi thành tiền bối rồi, chẳng lẽ tỷ đây già như vậy sao? À, Dương Bách Xuyên bỗng cứng họng, hắn lại quen gọi theo bối phận của Trịnh Bân Bân rồi, vì Trịnh Bân Bân là đồ đệ của Thiên Hồ, nên tất nhiên hắn phải gọi Thiên Hồ là tiền bối. Nhưng hiện tại, quan hệ sư đồ giữa Trịnh Bân Bân và Thiên Hồ đã chấm dứt, tức là bối phận gì đó cũng không còn, có điều Dương Bách Xuyên gọi quen rồi nên nhất thời quên không đổi lại. Nhìn nụ cười yêu kiều của Thiên Hồ, trái tim Dương Bách Xuyên run lên, lặng lẽ nghĩ thầm trong lòng rằng, mẹ kiếp, người tộc Hồ bẩm sinh đã quyến rũ hơn người, tới ta cũng chẳng dám nhìn quá lâu, vì thật sự là chịu không nổi. Bản thân sư nương Thiên Cơ là yêu đế chí tôn. Chỉ cần một bản sao nguyên thần đã suýt khiến hắn tâm trí rối bời, không dám nhìn thẳng quá lâu, cũng chẳng có gan nảy lên chút dục vọng vấy bẩn nào. Thiên Hồ bây giờ cũng không hề thua kém, đương nhiên sức quyến rũ của Thiên Hồ không thể sánh bằng sư nương Thiên Cơ, nhưng vẫn đủ khiến Dương Bách Xuyên nhìn mà tim đập chân run, mặt đỏ tai hồng. Với cả Dương Bách Xuyên phát hiện, lúc hắn ngước mắt nhìn Thiên Hồ, hạt giống dục vọng dưới đáy lòng sẽ từ từ nảy mầm. Hoàn toàn khác hẳn với cảm giác không dám vấy bẩn khi đối mặt với sư nương Thiên Cơ. Lý do đằng sau sự khác biệt này cũng không khó đoán, khả năng là do tu vi của Thiên Hồ không đủ cao. Gần 300 năm không gặp, tu vi của Thiên Hồ đã chạm tới phi thăng cảnh sơ kỳ, có thể nói là tiến bộ rất lớn. Nhưng nếu so với sư nương Thiên Cơ thì tu vi của Thiên Hồ vẫn còn kém xa vạn dặm. Thế nên rõ ràng lúc nhìn sư nương, trong đầu họ Dương nào đó chẳng mảy may xuất hiện chút suy nghĩ khinh nhờn nào, nhưng hiện tại, khi ngắm Thiên Hồ, trong lòng lại cảm thấy rung động, muốn yêu thương cưng chiều nàng ta. Đây là khí chất quyến rũ vốn có của tộc Hồ, không phải do tâm trí của hắn không đủ vững chắc, càng không có chuyện Thiên Hồ mê hoặc người khác, mà là do vẻ yêu mị mà ông trời ban cho tộc Hồ. Nghe thấy tiếng cười khanh khách của Thiên Hồ, Dương Bách Xuyên chỉ còn nước rời mắt, không dám nhìn thẳng vào nàng ta quá lâu. Hắn biết nguyên nhân là vì tâm cảnh của bản thân chưa đủ vững. Hẳn là nên chăm chỉ rèn luyện tâm cảnh nhiều hơn mới phải. Họ Dương nghĩ thầm. Trong đầu thì nghĩ vậy, nhưng lúc mở miệng, hắn vẫn ngoan ngoan gọi Thiên Hồ một tiếng, Thiên Hồ tỷ tỷ. Không gọi cũng không được, chẳng lẽ mấy người không thấy mặt mũi nàng ta xị hẳn xuống rồi sao? Cùng lúc này, Dương Bách Xuyên chợt thông suốt một đạo lý. Bất kể là ở thế giới nào thì những sinh vật mang giới tính nữ cũng đều mong bản thân mãi mãi tươi trẻ, và không hề muốn bị người khác nói là mình già.
Lúc Thiên Hồ nghe thấy Dương Bách Xuyên chịu gọi một tiếng tỷ tỷ, trong mắt nàng ta lập tức hiện lên ý cười, tiếng cười khanh khách êm tai lại vang lên. Dương Bách Xuyên không kiềm được, ngẩng đầu lên nhìn nàng ta lần nữa, sau đó phát hiện trái tim bé bỏng của mình lại vô thức đập loạn. Không còn nghi ngờ gì nữa, nụ cười khuynh quốc khuynh thành trong truyền thuyết hẳn là ám chỉ nụ cười của mấy cô em hồ ly này rồi. Dương Bách Xuyên cảm thán trong lòng, sau đó vội nghiêng đầu, rời mắt sang chỗ khác, hắn sợ còn nhìn tiếp nữa sẽ không tài nào đè ép nổi suy nghĩ xấu xa trong lòng, rồi mất kiểm soát làm ra chuyện gì không hay. Tiện thể, hắn đổi luôn chủ đề, Thiên Hồ tỷ tỷ, sao chị lại tới Cửu Vĩ Tiên Phủ vậy? Chỗ này đâu có dễ vào. Nghe Dương Bách Xuyên hỏi vậy, Thiên Hồ cười bảo, năm đó, sau khi chia tay hai người, ta bắt đầu hành trình chu du tu chân giới, rồi lại tìm đường qua tiểu yêu giới. Sau khi tiến vào tiểu yêu giới, tiềm thức của ta bỗng cảm ứng được nơi này, ta bèn tìm đến rồi phát hiện hóa ra là phủ đệ của tiền bối trong tộc, sau đó thông qua bí pháp của bộ tộc, ta thành công vào được đây. Có điều sau khi tiến vào, ta mới phát hiện bên trong có vài đại điện được bảo vệ bởi đại trận cực mạnh, không tài nào mở ra được, nhưng bên phía linh dược viên và linh quả viên lại không có, ta bèn bày một trận pháp ngay tại linh dược viên này, rồi bắt đầu rồi dốc lòng tu luyện. Cũng nhờ vô số linh dược bên trong trợ giúp nên con đường tu luyện của tỷ đây rất thuận lợi, chẳng mấy chốc tu vi đã đạt tới cảnh giới phi thăng, hơn nữa còn mọc được cái đuôi thứ 9, ha ha. Nghe Thiên Hồ giải thích xong, Dương Bách Xuyên mới ngộ ra, hắn vậy mà lại quên mất Thiên Hồ cũng thuộc một nhánh của tộc Hồ, mà đã là cùng tộc, vậy chuyện nàng ta vào được Cửu Vĩ Tiên Phủ cũng chẳng có gì lạ. Ngoài ra, chuyện Thiên Hồ mọc được cái đuôi thứ 9 cũng khiến Dương Bách Xuyên ngạc nhiên vô cùng. Thiên Hồ tỷ tỷ đã đạt tới Cửu Vĩ rồi sao? Thể theo sự hiểu biết của hắn về tộc Hồ, một khi người của tộc Hồ tiến hóa đến cấp Cửu Vĩ, tức tu vi hẳn phải vượt qua cả thiên đại, nhưng dù đã mọc ra đuôi thứ 9, nhưng hiện Thiên Hồ mới chỉ tới phi thăng cảnh, điều này khiến hắn cảm thấy hơi khó hiểu. Như biết được nghi vấn trong lòng Dương Bách Xuyên, Thiên Hồ vừa cười khúc khích vừa giải thích, trong tộc Hồ của ta còn phân loại cả huyết mạch nữa, nhìn chung thì có 5 bậc huyết mạch là linh, yêu, ma, tiên, thiên. Thấp nhất là huyết mạch linh hồ, còn cao nhất đương nhiên là huyết mạch thiên hồ. Tương truyền rằng chỉ có ông tổ đời thứ nhất là thiên cấp thôi. Sau đó, theo thời gian dần trôi, tộc Hồ của ta cũng khai chi tán diệp, rẽ ra nhiều nhánh hơn, di cư tới vô vàn thế giới lớn nhỏ, chỉ là huyết mạch cũng nhạt dần, thế nên cực kỳ khó tiến hóa. Tên của tỷ tỷ là Thiên Hồ, nhưng bậc huyết mạch thật sự chỉ là bậc 3, tức huyết mạch ma hồ, nhưng hiện tại, sau khi đạt tới Cửu Vĩ, ta đã tiến thêm một bước. Trở thành Thiên Hồ. Nghe tới đây, Dương Bách Xuyên khẽ gật đầu, giờ mới biết hóa ra trong tộc Hồ còn phân chia huyết mạch thành nhiều bậc tới vậy, giờ nghĩ lại thì sư nương nhà mình hẳn là bậc Thiên Hồ nhỉ. Có điều huyết mạch bậc 3 ma hồ của Thiên Hồ tính ra cũng tốt lắm rồi, thứ yêu tộc quan tâm nhất chính là huyết thống, thế nên huyết mạch của Thiên Hồ có thể đạt tới cấp ma hồ đã xem như không tệ, vào được Cửu Vĩ Tiên Phủ cũng chẳng có gì lạ lùng cả. Sau đó, Thiên Hồ lại hỏi Dương Bách Xuyên, Vân đệ đệ nè, em vào đây bằng cách nào thế? Dương Bách Xuyên cũng chẳng giấu giếm gì Thiên Hồ, bởi tính ra Thiên Hồ cũng được xem là nửa chủ nhân của Cửu Vĩ Tiên Phủ, vì tất cả tộc Hồ trên thế gian này đều là cùng một nhà, điều này Dương Bách Xuyên biết, vậy nên không cần phải giấu nàng ta làm gì. Nghĩ đến đây, Dương Bách Xuyên nói, có thể nói nơi này là tiên phủ của sư nương đệ, đệ vào đây cùng mấy người khác. Sau đó, Dương Bách Xuyên thuật lại sơ lược chuyện hắn tiến vào tiểu yêu giới với nàng ta. Vừa nghe thấy Dương Bách Xuyên nói chủ nhân của tiên phủ này chính là sư nương của hắn, trong mắt Thiên Hồ chợt lóe lên tia sáng, bởi nàng ta biết rất rõ tiền bối tộc Hồ sở hữu tòa tiên phủ này lợi hại tới cỡ nào, cảm ứng huyết mạch tuyệt đối không sai. Sau khi tâm sự hồi lâu, Dương Bách Xuyên cũng chuẩn bị rời đi, hoàn toàn không còn hứng thú vào thăm linh dược viên và linh quả viên nữa, vì nếu Thiên Hồ đã chọn nơi này làm chỗ tu hành, hắn lại xông vào cướp đoạt hết thiên tài địa bảo thì thật sự quá vô liêm sỉ rồi. Không ngờ Thiên Hồ lại vô cùng khẳng khái mời Dương Bách Xuyên vào linh dược viên và linh quả viên tham quan cũng như thích hái gì thì hái, vì nàng ta cũng chẳng thể dùng hết được. Ngày hôm sau, Dương Bách Xuyên thắng lợi trở về, hắn bước ra khỏi linh dược viên, mở miệng tạm biệt Thiên Hồ. Nào ngờ Thiên Hồ lại bảo, Vân đệ đệ chờ chút, tỷ tỷ đã bế quan tu luyện hơn 100 năm, cũng đến lúc ra ngoài rèn luyện tâm cảnh, chỉ bằng hai ta cùng kết bạn lên đường, đệ thấy sao? Với cả ta cũng định ghé qua vân môn của đệ để thăm con nhóc Trịnh Bân Bân kia. Lúc nhắc tới chuyện này, hai mắt Thiên Hồ sáng rực lên như đèn pha, đúng là trước đó nàng ta không hề có ý định rời khỏi đây,
thậm chí còn chuẩn bị tiếp tục ở lại Cửu Vĩ Tiên Phủ tu luyện, nhưng sau khi nghe Dương Bách Xuyên nói chủ nhân của Tiên Phủ là sư nương của hắn, Thiên Hồ lập tức thay đổi ý định. Dương Bách Xuyên lén nhìn lướt qua mặt Thiên Hồ, hắn có phát hiện ánh sáng lấp lánh nơi đáy mắt nàng ta, nhưng không tài nào đoán ra được nàng ta đang suy nghĩ chuyện gì. Có điều chẳng lẽ Dương Bách Xuyên lại nỡ lòng từ chối yêu cầu kết bạn đồng hành của Thiên Hồ ư? Sao có thể chứ? Thế là hắn nhếch miệng cười đáp, cầu còn không được. Trong đại điện của tộc Thần Phượng, hiện đã hơn 180 năm trôi qua, vị trí tộc trưởng của Mai Thi Dĩnh đã được củng cố vô cùng vững chắc. Đương nhiên một phần cũng nhờ có Mai Tỷ, hai tỷ muội họ mà hợp tác với nhau thì không phải dạng vừa, đặc biệt Mai Tỷ còn sở hữu long thể, tất sẽ có lá bài tẩy của mình rồi. Nhưng cũng không thể bỏ qua tiếng tăm khủng bố của họ Dương nào đó, ngoài ra còn phải kể đến bí pháp mà Tiểu Phượng Hoàng đã truyền thụ cho Mai Thi Dĩnh, chính vì vậy mà người của tộc Thần Phượng mới không dám hành động một cách lỗ mãng. Sau khi Dương Bách Xuyên dẫn Tiểu Phượng Hoàng và Thiên Hồ rời khỏi Cửu Vĩ Tiên Phủ, tất nhiên sẽ phải ghé qua tộc Thần Phượng một chuyến. Sắp tới hắn sẽ tìm đến tộc Thiên Lang để giải quyết cho xong mối họa ngầm này, bằng không sau này lại có rắc rối tìm tới nữa. Bên cạnh đó thì có thể xem đây là một cách giết gà dọa khỉ của hắn cũng được. Nguyên nhân là vì nhìn tổng thể thì sức mạnh của người dân ở tiểu yêu giới vượt xa tu chân giới, nếu hắn không để lại chút chiến tích nào ở đây thì đúng là uổng phí rồi. Trong số 4 gia tộc sở hữu huyết mạch của tứ đại thần thú ở tiểu yêu giới, hắn mới chỉ gặp tộc Thần Phượng, 3 gia tộc lớn còn lại thì chưa từng thấy mặt. Thanh Long, Bạch Hổ và Huyền Vũ là tinh anh của tiểu yêu giới nên tất nhiên Dương Bách Xuyên muốn được gặp một lần xem sao. Với cả khả năng cao là giữa những gia tộc huyết mạch đó và vài thế lực tông môn ở tu chân giới có tồn tại mối quan hệ ngầm. Nếu không thể tận mắt nhìn thấy họ, hắn sẽ không thể yên tâm đi đảo tán tiên. Vừa nhớ tới những lời ông già nói với mình sau khi ra khỏi Cửu Vĩ Tiên Phủ, Dương Bách Xuyên lại thầm lo lắng trong lòng. Cụ thể, sau khi rời đi Cửu Vĩ Tiên Phủ, ông già đã nói với hắn qua tâm trí rằng, thằng nhóc thối, vi sư không muốn đợi nữa, con mau tới đảo tán tiên ngay đi. Có lẽ các sư nương của con đang gặp nguy hiểm ở tiên giới. Ông già à, ông có nhiều kẻ thù ở tiên giới lắm hả? Dương Bách Xuyên không kiềm được mà hỏi. Hỏi nhảm, trần đời làm gì có tu sĩ nào tu luyện tới trình độ như vi sư mà lại không có bao nhiêu kẻ địch chứ? Quan trọng là kẻ thù của vi sư. Thôi, có nói cho con cũng vô ích, con mau sắp xếp xong xuôi mọi chuyện ở đây, sau đó gấp rút lên đường tới đảo tán tiên, chứ vi sư muốn về đảo. Đúc lại tiên thể để lên tiên giới hội hợp với nhóm của sư nương của con. Vân Thiên Tà nói một tràng. Dương Bách Xuyên hỏi ngược lại, sư nương Thiên Cơ đã nói gì với vi sư vậy? Có chuyện gì cần cháu giúp không? Vân Thiên Tà đáp, con có lòng nghĩ cho ta là được, mấy chuyện khác không cần lo làm gì, vi sư tự biết suy xét. Thôi được, con không hỏi nữa, giải quyết xong chuyện ở tiểu yêu giới, con sẽ lập tức xuất phát tới đảo tán tiên. Cuối cùng Dương Bách Xuyên quyết định không dò hỏi tới cùng nữa, vì hắn biết ông già sẽ không chịu nói. Nhưng hắn có thể cảm nhận được từ sau cái lần chạm trán bản sao nguyên thần của sư nương Thiên Cơ, tâm trạng của ông có vẻ nặng nề hơn nhiều, xem ra tình hình bên tiên giới lúc này không ổn cho lắm. Về chuyện của tiên giới, hắn chỉ có thể nghĩ thầm trong đầu, chứ chẳng giúp ích được gì. Là một đồ đệ, việc duy nhất hắn có thể làm lúc này là hoàn thành tốt công việc của mình. Từ khi quen biết ông già tới giờ, chính xác hơn là ngay từ ngày đầu tiên, ông già đã nói với hắn rằng ông muốn đúc lại tiên thể, giờ chỉ còn mỗi chuyện lên đảo tán tiên nữa là xong. Thế nên Dương Bách Xuyên mới tính mau chóng kết thúc ân oán với tộc Thiên Lang ở tiểu yêu giới, sau đó chạy tới đảo tán tiên giúp ông già đúc lại giơ tiên thể. Trong đại chiến Vân Môn, hắn đã giết chết tán tiên trên đảo tán tiên cũng như Thiên Lang chân quân ở tiểu yêu giới, vì vậy tộc Thiên Lang mới muốn tìm mình báo thù, nếu đã thế, chi bằng bản thân tự tìm tới cửa cho rồi. Có thủ đoạn gì cứ việc tung ra, muốn giải quyết điều chi thì xử luôn cho gọn. Sau khi tới tộc Thần Phượng, tâm sự chuyện xưa với Mai Thi Dĩnh xong, Dương Bách Xuyên bèn chuẩn bị rời đi, đến tộc Thiên Lang. Mai Thi Dĩnh có thể trở thành tộc trưởng tộc Thần Phượng, trưởng quản cả một gia tộc, cũng xem như có lối đi riêng của mình, nên hắn sẽ không cưỡng cầu Mai Thi Dĩnh đến Vân Môn, hoặc là đi làm những chuyện khác. Hắn dự định sẽ rời đi ngay hôm sau. Tối đó, lúc Dương Bách Xuyên đang nghỉ ngơi trong phòng thì bên ngoài chợt vang lên tiếng gõ cửa. Hắn cứ tưởng là Mai Thi Dĩnh tới, vì dù sao trước kia Mai Thi Dĩnh cũng từng ái mộ hắn, chỉ là sau khi biết hắn và tỷ tỷ của mình đang yêu nhau thì tự giác giữ khoảng cách với hắn. Họ Dương nào đó cũng rất đau đầu về chuyện này,
nhưng vẫn ra mở cửa, định bụng sẽ nói chuyện rõ ràng với Mai Thi Dĩnh rằng mọi chuyện cứ để tùy duyên thì hơn. Với những người đã tu luyện đến cảnh giới này như họ, tâm trí cũng tương đối vững vàng trước nhiều dục vọng trong lòng, với cả hắn thật sự không dám để lại gút mắc với Mai Thi Dĩnh, vì nếu vậy thì có lỗi với Mai tỷ lắm. Có điều sau khi mở cửa, hắn lại sững sờ. Bởi người đứng trước cửa không phải Mai Thi Dĩnh, mà là một cô bé mới 12, 13 tuổi. Người đó không phải ai khác, chính là Tiểu Trích Tiên Đường Đường. Thật ra, từ ngày ấy đến giờ, Dương Bách Xuyên lúc nào cũng tránh né Tiểu Trích Tiên Đường Đường, vì vào ngày ấy, chính tay hắn đã giết chết sư phụ của Tiểu Trích Tiên Thần Phượng Bà Bà. Thế nên hắn thật sự không biết phải đối mặt với Tiểu Trích Tiên như thế nào cả. Tuy chuyện giết Thần Phượng Bà Bà chỉ là bất đắc dĩ, nhưng họ Dương nào đó vẫn cảm thấy bản thân mắc nợ Tiểu Trích Tiên. Hôm ấy, sau khi ra khỏi thánh địa của tộc Thần Phượng, Thần Phượng Bà Bà bỗng gây khó dễ cho hắn, khiến hắn không thể không chém chết bà ta, cũng từ đó trở đi, Tiểu Trích Tiên không hề xuất hiện trước mặt hắn nữa. Dương Bách Xuyên cho rằng có lẽ trong thân tâm Tiểu Trích Tiên Đường Đường cũng chẳng muốn nhìn thấy bản mặt hắn. Hai người họ quen biết nhau từ hồi ở Sơn Hải Giới, quan hệ giữa hai bên không hề tệ, giờ hắn lại đi giết sư phụ của người ta. Đây là một mối thù quá to lớn. Dù có là ai thì một khi rơi vào trường hợp này cũng chẳng hề thấy dễ chịu. Nhưng đời là thế đó, nếu thật sự muốn đòi một công đạo, đặc biệt là giữa tu chân giả với nhau thì hẳn đó chính là nhân quả, là thiên đạo sắp xếp. Nếu chuyện đã xảy ra, vậy phải dũng cảm đối mặt, cứ trốn tránh chỉ tổ khiến bản thân càng thêm hoang mang, hốt hoảng. Thấy Tiểu Trích Tiên đứng trước cửa, mặt mày vô cảm, Dương Bách Xuyên khẽ thở dài một tiếng, nghĩ thầm, điều gì phải tới rồi sẽ tới, suy cho cùng chuyện cần đối mặt rồi cũng phải đối mặt. Nghĩ đến đây, hắn bình tĩnh hé miệng, tính nói gì đó với Tiểu Trích Tiên Đường Đường, nhưng nàng ấy lại chủ động mở lời trước, ra ngoài dạo một vòng tiện thể tâm sự không. Giọng nàng ấy không vui cũng chẳng buồn, đúng hơn là chẳng có chút cảm xúc, cũng chẳng có chút tình cảm nào. Vừa nghe Tiểu Trích Tiên Đường Đường nói, trái tim Dương Bách Xuyên bỗng thấy tê dại. Nhớ lại từ hồi hắn và Tiểu Trích Tiên Đường Đường mới quen biết nhau đến nay, trong lòng hắn bỗng thấy áy náy vô cùng. Được. Thế nên hắn không chút do dự đồng ý, bước ra khỏi phòng. Sau đó Tiểu Trích Tiên Đường Đường xoay người rời đi, Dương Bách Xuyên theo sát ngay phía sau. Một lớn một nhỏ cứ thế tiến về phía trước. Chẳng ai nói gì với ai, bầu không khí trông có hơi nặng nề. Sau khi Dương Bách Xuyên rời đi cùng Tiểu Trích Tiên Đường Đường, khắp bốn phía bỗng xuất hiện vài bóng người. Mai Thi Dĩnh, Mai Tỷ, Tiểu Phượng Hoàng, Trồn Con, Thiên Hồ lần lượt xuất hiện, ai trong số họ cũng biết quan hệ giữa Dương Bách Xuyên và Tiểu Trích Tiên Đường Đường, có nói là bạn bè sống chết có nhau cũng không quá đáng. Nhưng tình hình hiện tại là Dương Bách Xuyên đã giết chết sư phụ của Tiểu Trích Tiên Đường Đường Thần Phượng Bà Bà, thật ra không ai là không biết nguyên nhân thật sự cũng chỉ vì hôm ấy, chính Thần Phượng Bà Bà đã nổi lên sát ý, muốn giết Dương Bách Xuyên. Nhưng Thần Phượng Bà Bà lại là sư phụ của Tiểu Trích Tiên Đường Đường, ở tu chân giới, mối thù giết thầy còn lớn hơn cả trời. Dương Bách Xuyên không tỏ rõ thái độ về chuyện này, thế nên bọn họ cũng chưa từng thương lượng với nhau lần nào. Sau khi lộ mặt, không ai nói gì cả, chỉ lặng lẽ đi theo phía sau Dương Bách Xuyên và Tiểu Trích Tiên Đường Đường từ phía xa, định xem thử hai người họ tính giải quyết thế nào. Tuy mọi người biết rất rõ chưa chắc Tiểu Trích Tiên đã là đối thủ của Dương Bách Xuyên, nhưng vẫn không kiềm được mà đi theo, vì không ai hy vọng nhìn thấy Dương Bách Xuyên gặp chuyện không may cả. Chẳng biết đi được bao lâu, Dương Bách Xuyên chợt thấy Tiểu Trích Tiên dừng bước, lúc ngẩng đầu lên nhìn, hắn mới phát hiện cả hai đã bước ra khỏi thánh địa của tộc Thần Phượng, và nơi mà Tiểu Trích Tiên Đường Đường đang đứng chính là nơi năm đó, hắn giết chết Thần Phượng Bà Bà. Trái tim Dương Bách Xuyên nhói lên, cuối cùng vẫn kiên định bước tới gần, đứng sóng vai với Tiểu Trích Tiên. Xin lỗi Đường Đường. Dương Bách Xuyên há miệng thốt ra một câu xin lỗi. Hắn cảm thấy bản thân nên nói câu xin lỗi này với nàng ấy, thân là bạn bè với nhau, đây là chuyện phải làm. Nhưng hôm đó hắn thật sự không còn cách nào khác, vì Thần Phượng Bà Bà ép hắn kinh quá. Tiểu Trích Tiên Đường Đường không nói gì, chỉ lặng lẽ vung tay, biến ra chút linh quả và một vò rượu trên mặt đất làm đồ cúng. Sau đó, nàng ấy quỳ xuống rót rượu, rồi cung kính lạy chín lạy. Xong xuôi, nàng ấy mới đứng dậy, nói, đại ca ca biết không, thật ra muội chẳng có một người sư phụ chính thức nào, kiếp trước không có, kiếp này may mắn lắm gặp được Thần Phượng Bà Bà, nhưng huynh lại giết bà ấy, huynh nói xem muội phải đối diện với huynh thế nào đây. Một bên là sư phụ,
là người mà muội quý như trưởng bối trong nhà, một bên lại là người bạn tốt nhất, người mà tu luyện tận hai đời mới có duyên gặp mặt, đại ca ca à, muội nên làm sao mới phải? Đường Đường, xin lỗi, huynh, Dương Bách Xuyên vẫn chỉ biết nói một tiếng xin lỗi như cũ. Nhưng còn chưa kịp nói hết câu, tiểu trích tiên Đường Đường đã đột ngột ra tay, cắt ngang những lời hắn muốn nói. Bốp! Một trường với nguyên khí ngút trời xông thẳng về phía ngực Dương Bách Xuyên. Hự! Dương Bách Xuyên ăn trọn một trường, miệng phun ra một ngụm máu, cả người ba ngược ra ngoài. Đối diện với một trường này của tiểu trích tiên Đường Đường, không phải hắn không phát hiện, mà là cố tình không tránh, cứ thế để mặc cho một trường của tiểu trích tiên đánh thẳng vào ngực mình. Nguyên nhân là vì từ lâu, hắn đã xem tiểu trích tiên Đường Đường là bạn bè, là em gái bé bỏng của lúc trước, mà thù giết thầy còn lớn hơn trời. Thế nên đây là hắn nợ nàng ấy. Đại ca ca, muội sẽ đánh huynh ba trưởng để trả thù cho sư phụ, đây là điều mà một đệ tử như muội nên làm. Sau ba trưởng, hai ta sống hay chết cứ tùy theo số mệnh, huynh không đỡ, muội cũng sẽ không nương tay. Vừa nói, tiểu trích tiên Đường Đường vừa tung trưởng thứ hai đánh về phía Dương Bách Xuyên, trên mặt toàn là nước mắt. Đúng lúc này bỗng có vài cỗ hơi thở đột ngột xuất hiện, mãnh liệt tới trời. Dương Bách Xuyên biết là nhóm của Tiểu Phượng Hoàng và Mai Thi Dĩnh, bèn giơ tay ra hiệu, ám chỉ bọn họ không cần chạy tới đây. Sau đó, hắn nhìn thẳng vào trưởng thứ hai đang xé gió mà đến của Tiểu Trích Tiên Đường Đường, vươn tay lau vệt máu nơi khóe miệng, rồi nhếch môi cười bảo, được, ta nhận ba trưởng của muội, sống chết có số mà. Trong lúc nói chuyện, Tiểu Trích Tiên Đường Đường lại tung ra một trưởng với Dương Bách Xuyên. Lúc này Dương Bách Xuyên chủ động đón lấy, nhưng không phải đánh nhau với Tiểu Trích Tiên. Sau đó Dương Bách Xuyên lại dùng ngực đỡ. Bốp! Phụt! Lần thứ hai hộc máu. Tiểu Phượng Hoàng, Chồn Nhỏ và Mai Tỷ đứng xa xa đều sốt ruột. Thấy Dương Bách Xuyên không đánh trả mà lại bị Tiểu Tích Tiên đánh bay, bọn họ đều muốn xông lên. Nhưng bị Thiên Hồ đứng một bên nhìn ngăn lại, tốt nhất là đừng lên, nếu không hai trưởng kia của Vân Tử đều uổng phí hết. Chi chi! Những người khác không nói gì, Chồn Nhỏ là người đầu tiên tức giận giống lên với Thiên Hồ. Thiên Hồ cười khổ, ta cũng không phải đứng về phía Tiểu Tích Tiên, nhưng đây là sự thật, Vân Tử rõ ràng không muốn trở mặt với Tiểu Tích Tiên, hoặc là nói không muốn mất đi người bạn này nên mới chịu hai trưởng đó, nếu không các người nghĩ với thực lực của Vân Tử sẽ không đánh lại Tiểu Tích Tiên sao? Cho nên các người chỉ gây thêm trở ngại chứ không giúp được gì, chờ xem đi, ta hiểu Tiểu Tích Tiên, cũng hiểu Vân Tử, chuyện không nghiêm trọng như các người tưởng đâu. Nhưng mà ca ca ta đã hộc máu rồi, hai trưởng rồi cũng không đánh lại. Tiểu Tích Tiên nói ba trưởng, nếu lại đánh thêm một trưởng nữa, ca ca ta sẽ bị đánh chết mất. Tiểu Phượng Hoàng nói. Thiên Hồ cười khổ, đây là sự lựa chọn của Vân Tử, cho nên chúng ta đừng nhúng tay vào, yên tâm đi không sao đâu, các ngươi cũng thấy mà, tuy rằng Tiểu Tích Tiên đã thương Vân Tử, nhưng không hạ tử thủ, chẳng lẽ không phải sao? Chúng ta thân là người tu luyện, là sinh linh ở tu chân giới, coi trọng nhất là gì? Là truyền thừa, sư phụ và cha mẹ. Thù giết sư cũng như thù giết cha, nếu Tiểu Tích Tiên không ra tay thì đó không phải là Tiểu Tích Tiên, Vân Tử cũng sẽ không làm bạn với nàng, mọi người cứ yên tâm xem tiếp là được. Mai Tỷ và Tiểu Phượng Hoàng sau khi nghe Thiên Hồ phân tích cũng hiểu những gì Thiên Hồ nói rất có lý, cuối cùng vẫn nhịn xuống, trước đó Dương Bách Xuyên cũng đã bảo bọn họ dừng tay, không cho qua đó. Lúc này cũng chỉ có thể đứng nhìn. Mọi người lại nhìn về phía Dương Bách Xuyên. Lúc này hai mắt Tiểu Tích Tiên đã đỏ lên. Nàng ấy vốn nghĩ Dương Bách Xuyên sẽ chủ động xông lên đánh nhau với mình, không ngờ Dương Bách Xuyên thật sự xông lên, nhưng không phải để ra tay với nàng ấy, mà ngược lại là đưa ngực ra đỡ một trường đó. Hai mắt Tiểu Tích Tiên đỏ hoe, nước mắt rơi xuống. Vì sao ngươi không đánh trả? Tiểu Tích Tiên hét to với Dương Bách Xuyên. Khụ khụ khụ, Dương Bách Xuyên ho ra máu, nhưng vẫn tươi cười nói, ta sẽ không đánh một muội muội gọi ta là ca ca, thân là ca ca ta có lỗi với muội muội. Đã giết sư phụ của muội, thù giết sư lớn như trời, chịu mấy trưởng cũng là đáng. Tiểu Tích Tiên nhớ lại cảnh tượng năm đó lần đầu gặp Dương Bách Xuyên, cố ý trêu chọc mà gọi hắn là đại ca ca, nghe Dương Bách Xuyên nói vậy, cơ thể nàng ấy run lên. Ngươi không đánh trả ta cũng mặc kệ, đánh chết ngươi cũng đừng trách ta. Tiểu Tích Tiên nghẹn ngào, vừa dứt lời cơ thể liền lóe lên, sau đó đánh ra trưởng thứ ba với Dương Bách Xuyên. Trong chớp mắt đã đến trước mặt Dương Bách Xuyên. Khi một trưởng của Tiểu Tích Tiên chỉ còn cách Dương Bách Xuyên khoảng một thước, nhưng Dương Bách Xuyên vẫn đứng im như cũ, còn nhắm hai mắt, như thể mặc kệ cho Tiểu Tích Tiên đánh mình.
Kinh phong thổi qua mặt khiến hắn đau rát, nhưng hắn vẫn kiên định, nói không đánh trả thì sẽ không đánh trả. Chờ tiểu tích tiên đánh tới một chưởng, hắn nhắm hai mắt lại, nhưng trong một khắc nào đó, bên tai lại vang lên một tiếng động nặng nề. Bốp, phụt, âm thanh hộc máu rất quen thuộc. Nhưng trên người Dương Bách Xuyên không truyền đến bất kỳ đau đớn gì, hắn đợi chưởng thứ ba của tiểu tích tiên, nhưng vẫn không đợi được. Hắn lập tức mở mắt nhìn, chưởng thứ ba của tiểu tích tiên lại tự đánh vào người mình khiến nàng ấy hộc máu. Đường đường, muội hà cớ gì phải làm vậy? Ca ca có thể chịu được ba chưởng của muội mà. Dương Bách Xuyên đột nhiên hiểu ra, thật ra hắn không muốn trở mặt với tiểu tích tiên, không muốn mất đi nàng ấy. Mà tiểu tích tiên khác gì hắn chứ? Cho nên chưởng thứ ba nàng ấy đã không đánh hắn, mà tự đánh vào người mình. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 146.